Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 10. Lý Vân Tiêu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ở dưới vẻ mặt dại ra của mọi người, đi lên nghênh quân đài, một nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn, khẽ cười nói. Ta chỉ là chỉ điểm một hồi, hai vị có thể thăng cấp, hoàn toàn là mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi, cảm kích này không dám nhận. Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu đại sư. Con người của tất cả mọi người nhất thời tan nát. Lý Vân Tiêu chính là Vân Tiêu đại sư. Tiểu tử này dám mặt dày tới thừa nhận, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Tần Dương cũng ngạc nhiên một hồi, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười châm chọc, không nhịn được muốn cười to lên. Lý Thuần Dương hoàn toàn biến sắc, trầm giọng quát lên. Đừng vội hồ đồ, mau mau đi xuống cho ta. Bóng người hắn lóe lên, vội vàng che ở trước người Lý Vân Tiêu. Tôn tử của hắn thật không biết trời cao đất rộng, lại dám đùa kiểu này, nếu chọc giận một tên thuật luyện sư cấp 4, mặc dù là vũ tông cường giả, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mỗi một tên thuật luyện sư mạnh mẽ, bên người đều sẽ có võ giả cường đại đi theo, tỉ như Nguyên Hạo có Tô Tường. Mà Tô Tường chỉ vẻn vẹn là một trong đông đảo võ giả đi theo Nguyên Hạo mà thôi. Tình nguyện đắc tội vũ tông, cũng không thể đắc tội thuật luyện sư cấp 4A. Tiểu tử này đầu óc bị ván cửa kẹp, mong hai vị đại sư chớ nên trách tội. Lý Thuần Dương lo lắng giải thích. Lý Vân Tiêu bị che ở dưới bậc thang, nghe được Lý Thuần Dương bảo hắn xuống, nhất thời ồ một tiếng liền đi trở về. Vân Tiêu đại sư xin dừng bước. Trương Thanh Phàm vội kêu lên, hắn cùng Hứa Hàn vội vàng xông lên phía trước, đẩy Lý Thuần Dương chặn ở trước mặt ra, ở trước người Lý Vân Tiêu hai tay phất tay áo, chỉnh lại y quan, cung kính cúi đầu, kính trọng nói. Cảm tạ Vân Tiêu đại sư chỉ điểm tri ân. Chi? Này! Văn võ bá quan, 800.000 đại quân, con người của tất cả đều rơi xuống đất, hết xoa lại vò, còn cắn môi xem có phải là ảo giác, chỉ ít mấy trăm ngàn người đều chảy máu. Lý Thuần Dương cũng chảy máu môi, hắn cảm thấy còn không chân thực, lại cắn đầu lưỡi, cánh tay, phát hiện tất cả đều có cảm giác đau. Lý Trường Phong càng ác hơn, trực tiếp một trường vỗ ở trên đầu mình. Nhất thời máu tươi bắn ra, nửa bên mặt tất cả đều là máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn không chút phật lòng, tự lẩm bẩm. Rõ ràng lại đau a, xảy ra chuyện gì? Dưới nghênh quân đài, mấy trăm ngàn người, tất cả đều nín thở ngưng thần, không có ai phát sinh một chút thanh âm, tĩnh vô cùng quỷ dị. Lý Vân Tiêu cũng không có tiến lên đỡ hai người, phảng phất cái cúi đầu này là chuyện đương nhiên, hắn khẽ cười nói. Ta nói rồi. Tất cả đều là các ngươi tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi, con đường thuật luyện sư này còn dài lắm. Cấp 4, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Cấp 4, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nguyên Hạo giận dữ cười nói. Hoàng Mao tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trương huynh, Hứa huynh, các ngươi nói đại sư, dĩ nhiên chính là thiếu niên chó má này. Trong mắt Phương Thần lóe ra một tia kinh ngạc. Câu nói vừa nãy hắn thật là quá quen thuộc. Nhớ tới sư tôn Dương Địch thường thường cũng sẽ cảm khái như thế, cùng khẩu khí của thiếu niên này càng là tương tự như vậy. Tôn Chính Tông đợi đến thấy rõ tướng mạo của Lý Vân Tiêu, càng là biến sắc, cả giận nói. Là ngươi, Nguyên Hạo đại sư, ta nói chính là tiểu tử này là một tên lừa gạt. Giả lừa huy chương của thuật luyện sư. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đồng thời biến sắc, tức giận trùng thiên. Trương Thanh Phàm lạnh lùng quát lên. Nguyên Hạo, miệng sạch sẽ một chút cho ta. Tuy rằng ta cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm đến kiểm tra cho ta, nhưng nếu dám sỉ nhục Vân Tiêu đại sư, đừng trách ta và ngươi đoạn giao. Hứa Hàn cũng lạnh lùng nói. Tôn Chính Tông, huy chương thuật luyện sư của Vân Tiêu đại sư là ta phân phát, giả. Nếu không phải thuật luyện sư công hội của Thiên Thủy Quốc ta chỉ là cấp 5, chỉ có thể phân phát huy chương cấp 2, bằng không coi như là cấp 4. Cấp 5, Vân Tiêu đại sư cũng đầy đủ tư cách. Không nghĩ tới hai người phản ứng kịch liệt như vậy, Nguyên Hạo cùng Tôn Chính Tông đều sững sờ. Nguyên Hạo lạnh lùng nói. Buồn cười, một tiểu tử chừng 15 tuổi dĩ nhiên đem hai vị thuật luyện sư cấp 4 dọa xoay quanh, tuy rằng hắn có thiên phú thuật luyện không tệ, nhưng nếu muốn để cho các ngươi xưng là đại sư, không khỏi quá buồn cười. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, ngăn cản Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nổi giận. Thần thức của hắn đang ở trong giới thần bi tu luyện, đâu có thể tùy tiện người nào cũng nhìn thấu đẳng cấp thuật luyện của hắn. Đối với những nghi vấn cùng trào phúng này, hoàn toàn không để trong lòng,
cũng cảm thấy không cần phải tranh luận. Tôn Chính Tông càng là lạnh giọng nói. Giả mạo hoặc lừa gạt huy chương thuật luyện sư, theo điều lệ giết không tha. Hơn nữa Hứa Hàn đại sư, người cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Người nói huy chương cấp 2 của ta là lừa gạt đến. Tôn Chính Tông cười lạnh nói. Đương nhiên. Tốt lắm. Khóe miệng Lý Vân Tiêu ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, gằn từng chữ nói. Vậy hôm nay ta cùng ngươi tỉ thí một trận, nếu ngươi thua, không phải nói huy chương thuật luyện sư của ngươi cũng là giả sao? Tôn Chính Tông sững sờ, lập tức lộ ra vẻ miệt thị, châm chọc cười nói. Liền ngươi, cũng dám so với ta. Ánh mắt của Lý Thuần Dương cũng chấn động, lộ ra vẻ lo âu. Mặc dù hắn biết Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 2 hàng thật giá thật, nhưng đối phương dù sao cũng là cấp 3, một cấp một thiên địa A. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu ngươi tự tin như thế, không bằng chúng ta đến đánh cuộc. Nguyên Hạo cũng không nhịn được nói. Tiểu tử này thú vị, ngươi muốn đánh cược làm sao? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi thua ngay ở trước mặt 800.000 đại quân cùng văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu 3 cái cho đối phương, đồng thời sau đó nếu thấy đối phương, nhất định phải cúi đầu khom người đi vòng. Còn có. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Chính Tông nói. Ngươi ở Lý gia chúng ta hết ăn lại uống nhiều năm như vậy. Lừa gạt đi những tài vật kia cũng phải lấy ra cho ta. Liền do Nguyên Hạo đại sư làm công chính, thế nào? Tôn Chính Tông sững sờ, cũng không phải hắn sợ, chỉ là tiền đặt cuộc này, coi như là thua tài vật cũng không đáng kể, chỉ đau lòng một trận mà thôi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy dập đầu, chuyện này, hắn nhất thời lăng tại chỗ. Làm sao, ngươi sợ, đường đường một thuật luyện sư cấp 3, lại sợ ta một cấp 2 giả mạo? Xì. Lý Vân Tiêu không hề che giấu vẻ mặt miệt thị chút nào, làm cho tất cả mọi người đều ngờ vực lên. Tôn Chính Tông hơi đỏ mặt, vội vàng quát lên. Cược thì cược, sợ cái gì? Chỉ sợ ngươi không bỏ ra nổi nhiều thứ tốt như vậy. Hắn gỡ xuống nhẫn chứa đồ trong tay mình, xóa đi lạc ấn đưa cho Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đem thần thức xâm nhập vào, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt mỉm cười nhìn Tôn Chính Tông, ý kia rõ ràng là ngươi quá ác a. Tôn Chính Tông cười lạnh một tiếng, dùng khóe mắt liếc Lý Vân Tiêu, thật giống như một đại phú hào nhìn chằm chằm quỷ nghèo. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng âm thầm cười. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nhìn nhau một chút, dồn dập gỡ xuống nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại sư, đồ của chúng ta đưa hết cho ngươi. Sắc mặt Tôn Chính Tông hơi đổi, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, cũng không dám nói. Đối phương đều là thuật luyện sư cấp 4. Mình cũng không trêu chọc nổi. Lý Vân Tiêu từ chối hảo ý của bọn họ, gỡ xuống nhẫn chứa đồ của mình, cười nói. Tự ta có. Nói xong xóa đi lạc ấn để vào trong tay Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đem thần thức quét qua, nhất thời trên mặt ngạc nhiên, có chút giật mình liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nhẹ giọng nói. Đồ vật của Vân Tiêu, giá trị so với Chính Tông chỉ cao chứ không thấp. Cái gì? Mí mắt của Tôn Chính Tông giật lên. Không thể tin tưởng nhìn Lý Vân Tiêu. Bảo bối trong Lý gia phủ khố của bọn họ, phần lớn hắn đều vơ vét mất, còn lại tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đáng giá cũng chẳng có bao nhiêu. Lý Vân Tiêu âm thầm nở nụ cười, lần xuất chinh này, hắn là một đường phát tài đi tới, một đường phát tài trở về. Tuy rằng lấy kim tệ là nhiều, kim tệ ở trong mắt thuật luyện sư không tính là cái gì, nhưng thời điểm nhiều đến số lượng nhất định, vẫn là rất đáng sợ. Hơn nữa còn có nhẫn chứa đồ của Hứa Bình Hồng cùng Lệ Văn Thạch, hắn cũng không có buông tha, giống nhau thu lại. Trong giới chỉ của Hứa Bình Hồng càng có một viên chứng yêu thú, giá trị khó có thể đánh giá. Kim tệ cùng các loại nguyên thạch trong giới chỉ của hắn cũng có mấy tòa núi nhỏ, Nguyên Hạo thực là bị chấn động một hồi. Thêm ra cũng không cần thối lại. Lý Vân Tiêu không đáng kể phất phất tay, hắn bất luận làm sao cũng thắng định, tự nhiên không thèm để ý. Tôn Chính Tông tức giận đến xanh mặt, thật giống như ở ven đường nhìn thấy một tên ăn mày, vừa lộ ra vẻ châm chọc, ai biết ăn mày này trực tiếp móc ra lượng lớn kim tệ nện ở trên mặt. Nguyên Hạo cũng hơi kinh ngạc, không biết Lý Vân Tiêu từ nơi nào đến tự tin như vậy. Khi liếc mắt nhìn Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, mỗi một người đều cười gằn không thôi, nội tâm càng bồn chồn lên, lẽ nào tiểu tử này đúng là đại sư thâm tàng bất lộ. Hắn lại cẩn thận tỉ mỉ đánh giá Lý Vân Tiêu. Mặc dù có chút cảm giác lúc ẩn lúc hiện khó có thể nhìn thấu.
nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra số tuổi thật sự của đối phương, tuyệt đối chỉ có 15 tuổi. Coi như là yêu nghiệt ra sao, coi như là những thế lực hàng đầu trên đại lục bồi dưỡng ra thuật luyện sư, cũng tuyệt đối không thể ở độ tuổi này đạt đến trình độ cấp 3, thậm chí có thể đánh bại Tôn Chính Tông là thuật luyện sư cấp 3 lâu năm. Hắn hơi mỉm cười nói. Cuộc tỉ thí này, nên tiến hành như thế nào? Vẻ mặt Tôn Chính Tông trở nên nghiêm túc nói. Vẫn là do Nguyên Hạo đại sư ra đề mục đi, như vậy càng công bằng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, khoát tay áo nói. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần là thuật luyện chi đạo, ngươi tùy tiện tuyển một hạng ngươi sở trường nhất đến so là được, ta đều không có vấn đề. Cái gì? Tôn Chính Tông cùng Nguyên Hạo đều đồng thời cả kinh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Phải biết thuật luyện sư tuy rằng một cấp một thiên địa, thế nhưng có chút thuật luyện sư thành tựu ở một lĩnh vực nào đó, chưa chắc sẽ bại bởi tồn tại cao hơn mình một cấp. Nếu Lý Vân Tiêu muốn chọn một hạng mình mạnh nhất, Tôn Chính Tông ngược lại nội tâm sẽ có lo lắng, vì lẽ đó hắn mới đưa ra ý kiến để Nguyên Hạo chọn đề mục. Một là mình thật không tiện ra đề mục, hai là cũng biểu lộ ra tôn trọng Nguyên Hạo, hy vọng có thể chiếm chút lợi lộc. Nhưng hiện tại, Nguyên Hạo vẻ mặt thận trọng hỏi. Vân Tiêu, ngươi thật quyết định như vậy. Thời điểm ngươi nói ra câu nói này, ta thật hoài nghi ngươi có thật sự hiểu thuật luyện chi đạo hay không. Phải biết thuật nghiệp có chuyên tấn công, cũng có sở đoản, có nhiều chỗ ta cũng chưa chắc là đối thủ của Chính Tông. Tuy rằng hắn cũng không coi trọng Lý Vân Tiêu, nhưng dù sao Lý Vân Tiêu là người Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn tôn trọng. Hắn cũng không muốn bởi vì việc này mà cùng hai tên thuật luyện sư cấp 4 làm cương, vì lẽ đó lòng tốt nhắc nhở. Lý Vân Tiêu cười nói. Có hiểu hay không, đợi lát nữa liền biết, để hắn ra đề mục đi, miễn cho đến thời điểm thua không phục. Ngày hôm nay ta muốn cho hắn tâm phục khẩu phục dập đầu. Khẩu khí thật cuồng vọng. Con người của Nguyên Hạo thu nhỏ lại, nội tâm mơ hồ có chút không vui, lãnh đạm nói. Đã như vậy, Chính Tông ngươi liền ra đề mục đi. Hắn nói xong liền lặng lẽ híp mắt, một bộ chờ xem kịch vui. Tôn Chính Tông nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng làm như vậy để hắn thật mất mặt, nhưng giờ khắc này vẫn là thắng lợi trọng yếu hơn, liền không khách khí nói. Đã như vậy, ta cũng không làm phức tạp, liền so luyện đan đi. Trong mắt hắn lóe ra một tia âm lãnh, cười gằn nói. Có điều, là so luyện chế đan dược cấp 3. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, muốn té xỉu. Lý Vân Tiêu nắm giữ huy chương thuật luyện sư cấp 2, nhiều lắm cũng là cấp 2, tỉ thí lại là luyện chế đan dược cấp 3. Đây là một tên thuật luyện sư cao quý có thể nói sao? Này vẫn là tiếng người sao? Cảm giác sùng kính của tất cả mọi người đối với thuật luyện sư trong nháy mắt vỡ vụn. Thuật luyện sư không phải tất cả đều là gia hỏa ngạo nhiên, ngông cuồng, tự đại sao? Làm sao sẽ dùng loại âm mưu quỷ kế này? Ở dưới tình huống người ta phong độ như vậy, để ngươi ra đề mục, lại giả dối như vậy. Trên mặt Nguyên Hạo cũng hiện ra một chút giận dữ, thay hắn đỏ mặt lên. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn càng là giận dữ không ngớt, Trương Thanh Phàm phẫn nộ quát. Tôn Chính Tông, ngươi thật làm cho thuật luyện sư khắp thiên hạ mất mặt. Nếu ngươi còn có một chút kiêu ngạo của thuật luyện sư, liền đường đường chính chính tuyển cái đề mục cùng Vân Tiêu đại sư tỉ thí. Tôn Chính Tông nhẹ rên một tiếng, hắn không dám cùng Trương Thanh Phàm đối lập, liền cười gằn châm chọc Lý Vân Tiêu nói. Làm sao, mới vừa rồi còn khoa trương như vậy, hiện tại liền thành người câm. Hoạn quan, ha ha, không dám liền trực tiếp chịu thua quỳ xuống. Lý Vân Tiêu như liếc người si nhìn hắn cười khúc khích, dáng vẻ không thể cứu nói. Nói xong chưa, nếu xong thì mau mau bắt đầu đi, ta không có thời gian đùa với một con hầu tử. Ngươi, Tôn Chính Tông tức giận đến sắc mặt tái xanh, thô gân cổ lên quát. Ngươi nghe cho rõ ràng, là luyện chế đan dược cấp 3. Lý Vân Tiêu nói, không cần lặp lại vô liêm sỉ của ngươi lần nữa, mặt của ngươi đã nát, không chỉ có ta, mọi người đều nghe thấy. Còn có quy tắc gì không? Nói ra một lượt, đến thời điểm thua đừng chơi xấu. Nguyên Hạo chỉ lo Tôn Chính Tông lại nói ra quy tắc mất mặt gì, để Hỏa Ô Đế Quốc thuật luyện sư công hội bọn họ hổ thẹn, vội vàng giành nói. Không có những quy tắc khác, chỉ cần là đan dược cấp 3 là được. Đan dược tương đồng so dược tính, đan dược không giống so độ tinh khiết. Bắt đầu đi, thời gian là một canh giờ. Trên nghênh quân đài rất nhanh nhường ra một tảng lớn đất trống, chuẩn bị cho hai người tỉ thí. Phía trên này đủ rộng lớn,
một đám văn võ bá quan cùng 800.000 đại quân dồn dập ngưng thần nhìn xem. Tần Nguyệt cùng Tần Dương là một mặt cay đắng, hai người tranh giành vị trí thái tử, dĩ nhiên diễn biến thành ân oán cá nhân của thuật luyện sư. Nhưng ở trong mắt những người này, thái tử một tiểu quốc, so với một tên thuật luyện sư cấp 3, căn bản không đáng một đồng. Hai tay Tần Nguyệt lau vệt mồ hôi, hắn biết bây giờ đã ngả bài, nếu hôm nay không thể bắt vị trí thái tử, liền triệt để thua, thua thất bại thảm hại. Mà Lý Vân Tiêu, mơ hồ thành nhân vật mấu chốt nhất trong đó. Bởi vì người ủng hộ to lớn nhất của Tần Dương, cấp 4 thuật luyện sư Trương Thanh Phàm, đối với Lý Vân Tiêu cực kỳ sùng kính. Chỉ cần Lý Vân Tiêu chịu mở miệng, mặc dù không thể để cho Trương Thanh Phàm thay đổi chủ ý, nhưng chí ít cũng có thể thoáng trung lập. Huống chi còn có một vị thuật luyện sư cấp 4 khác là Hứa Hàn còn chưa tỏ thái độ, nếu như có thể giúp đỡ mình, vậy cũng có tiền vốn xoay người. Tần Dương cũng phát hiện điểm này, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Nội tâm hết sức mong chờ Tôn Chính Tông thắng, triệt để xóa bỏ yêu nghiệt ngang trời quật khởi kia đi. Tần Như Tuyết là một mặt căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu, mồ hôi trong lòng bàn tay so với Tần Nguyệt còn nhiều hơn. Từ khi Lý Vân Tiêu đi tới, ánh mắt của nàng liền không hề rời đi chốc lát. Mãi đến tận hiện tại, nàng mới phát hiện, nguyên lai hắn ẩn giấu sâu như vậy, buồn cười thời điểm mình ở học viện còn khắp nơi thay hắn bãi bình, nguyên lai người ta là cố ý giả chứ ăn thịt hổ. Nàng nghĩ tới đây, nhất thời mũi đau xót, cảm thấy vạn phần oan ức. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, người cái giả mạo thuật luyện sư này làm sao luyện đan. Tôn Chính Tông vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước đất trống, đối với Nguyên Hạo nói. Ta muốn luyện chế thất chuyển bồ đề đan, cần xích hà thảo, bạch dương thạch, thiên hạt thứ, cực quang thủy, toàn phong tiên anh diệp cùng bồ đề tử. Xin Nguyên Hạo đại sư vì ta chuẩn bị 3 phần tài liệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Nguyên Hạo nhảy một cái, lúc này mới hơi khen ngợi nói. Bồ đề đan chính là đan dược biểu lộ ra thực lực của thuật luyện sư, 3 chuyển thành đan, ngũ chuyển lên cấp, thất chuyển thành cấp 3, mặc dù đều là 7 chuyển, nhưng sự chênh lệch cũng cực kỳ lớn. Hắn tiện tay tung ra một đống vật liệu, mỗi dạng 3 phần. Thuật luyện sư luyện đan đều có tỷ lệ thành công nhất định, không ai có thể bảo đảm mình 100% thành công. Vì lẽ đó mỗi lần luyện chế đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần vật liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Tiêu, ngươi thì sao? Nguyên Hạo hiếu kỳ hỏi thăm Lý Vân Tiêu, bởi vì hắn thực sự không coi trọng thiếu niên này. Ở cái tuổi này, có thể luyện chế ra đan dược cấp 1 cũng đã là nhân vật nghịch thiên. Lý Vân Tiêu cười nói. Cùng hắn như thế đi, như vậy so sánh càng dễ dàng. Tôn Chính Tông chấn động trong lòng, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Này hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt. Nguyên Hạo cũng hơi sững sờ, hắn đã thấy thiếu niên này càn rỡ, nhìn hắn không biết tốt xấu như thế, cũng không đáng kể, đang muốn lấy ra vật liệu, lại nghe Lý Vân Tiêu bổ sung nói. Ta chỉ cần một phần tài liệu liền được rồi. Cái gì? Nguyên Hạo kinh ngạc nhảy một cái, lập tức cười lạnh nói. Như ngươi mong muốn. Hắn không khách khí vung tay lên, nhất thời một phần tài liệu hoàn hảo đặt ở trước người Lý Vân Tiêu. Hắn cười gằn, mặc dù là hắn luyện chế bồ đề đan, cũng không dám nói 100% thành công, hắn muốn nhìn một chút tiểu tử này cuồng vọng cuối cùng kết cuộc như thế nào. Tuy rằng Tôn Chính Tông buồn bực đối phương dùng hành động đá mặt mũi của hắn, nhưng nhìn đối phương chỉ cần một phần tài liệu, quả thực là tự mình muốn chết, nội tâm vẫn là âm thầm vui vẻ. Hắn đưa tay phải ra, nhất thời một tiểu đỉnh màu xanh hiện lên ở trong tay, ở dưới thần niệm của hắn khống chế, bắt đầu từ từ lớn lên. Cuối cùng hóa thành một đại đỉnh cao bằng nửa người, rơi vào trên nghênh quân đài. Trong mắt Nguyên Hạo sáng ngời khen. Chính Tông, người quả nhiên thu thập không ít bảo bối a. Đỉnh lô luyện đan chia làm tử, thanh, hắc, hoàng 4 loại màu sắc, ở đồng cấp bậc đỉnh lô, tử đỉnh cao nhất, thanh đỉnh kém nhất. Đại đỉnh của Tôn Chính Tông là cấp 3 thanh đỉnh, giá trị liên thành. Kha kha, Tôn Chính Tông cười nói. Bảo bối này là ta tiêu tốn cái giá cực lớn mới mua được, thời điểm luyện chế bình thường đều không nỡ dùng. Hắn mắt lạnh nhìn Lý Vân Tiêu một chút, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi có thể chết ở dưới thanh đỉnh của ta, cũng nên nhắm mắt. Lý Vân Tiêu xem thường mắng. Thiết, bệnh thần kinh. Tôn Chính Tông giận sôi lên, phát hiện mình mỗi lần đều là tìm mắng, thật sự có chút cảm giác bị coi thường. Hắn nhất thời im lặng. Thầm nghĩ không thể nói chuyện với tiểu tử,
hắn nhất định là cố ý muốn cho ta tức giận, từ đó ảnh hưởng luyện chế. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn quay về phía Lý Vân Tiêu mạnh mẽ bỏ ra khuôn mặt tươi cười, ý tứ là ta không tức giận, mưu kế của ngươi vô dụng. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt hắn tươi cười như khổ qua, không nhịn được cười to lên. Ha ha, mắng hắn bệnh thần kinh hắn còn cười, quả nhiên là bệnh thần kinh. Ngươi, khuôn mặt tươi cười như khổ qua kia nhất thời biến thành giận dữ, trước mặt nhiều người nhục nhã hắn như vậy, hắn tức giận đến mức cả người run run, cả giận nói. Đừng vội xính miệng lưỡi, có bản lĩnh so tài xem hư thực. Hắn mau mau tập trung ý chí, toàn tâm vùi vào trong luyện chế. Đầu tiên là chọn tài liệu cùng tinh luyện, hắn nhanh chóng đem hết thảy vật liệu kiểm tra một lần, đối với mức độ cùng tính chất đều rõ ràng trong lòng, bắt đầu ở trong lòng tính ra. Đồng thời vung tay phải lên, ở trước người bày ra một loạt bồn chứa thủy tinh, mỗi cái óng ánh long lanh, lập lòe điểm điểm huỳnh quang. Bình thường đến cấp 3 trở lên, đối với bước tinh luyện là hoàn toàn có thể tùy ý làm. Nhưng Tôn Chính Tông cẩn thận đi mỗi một bước đi, những bồn chứa thủy tinh kia là thời điểm hắn mới làm luyện kim học đồ dùng qua, lần cuối cùng sử dụng cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm trước. Ngày hôm nay lấy ra, bởi vì hắn không thua nổi. Xích Hà Thảo, niên đại 50 năm, tinh luyện nguyên dịch. Bạch Dương Thạch, độ tinh khiết 70%, dùng nguyên lực trừ chất. Thiên Hạt Thứ, 70 năm. Tôn Chính Tông một bên nhanh nhẹn thao tác, một bên nhẹ giọng nói nhỏ, thật giống như không coi ai ra gì, thành thạo làm tất cả những thứ này. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, có cảm giác vui tai vui mắt. Trong ngày thường những thuật luyện sư này đều cao cao tại thượng, thuật luyện sư cấp 3 càng là bọn họ khó có thể tiếp xúc. Giờ khắc này hiếm thấy có cơ hội tận mắt nhìn luyện chế, mỗi cái đều lộ ra cực kỳ chuyên tâm. Hô! Hết thảy vật liệu toàn bộ qua một lần. Trong mấy bồn chứa thủy tinh đã tinh luyện ra nguyên liệu có thể trực tiếp luyện chế. Hắn một chưởng vỗ vào trên lò luyện đan, nắp lò bay lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh từ trong tay hắn bay ra, rơi vào trong lò luyện đan, nắp đỉnh ầm một tiếng khép lại. Nhất thời chiếc đỉnh lớn màu xanh kia phát sinh tiếng ong ong, thanh sắc càng thêm lóa mắt bức người. Thanh lang yêu hỏa. Trên mặt Nguyên Hạo hiện ra vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt xẹt qua một tia ước ao. Chính tông ngươi bảo vật thật là không ít a. Tôn Chính Tông ngượng ngùng nở nụ cười, khiêm tốn nói. So với phần hồn phong hỏa của Nguyên Hạo đại sư, thì không đáng một đồng, ha ha. Trên mặt hắn nơi nào có nửa phần khiêm tốn, lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt suýt chút nữa ngất đi. Ngươi đang làm gì? Tôn Chính Tông nổi giận chỉ vào Lý Vân Tiêu, cả giận nói. Ngươi không phải đang tỉ thí sao? Lý Vân Tiêu không biết từ nơi nào lấy ra hoa quả, đang tựa ở trên lan can, vừa ăn vừa nhìn hắn luyện đan, còn thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tôn Chính Tông khí xông lên não, suýt chút nữa thổ huyết, run cầm cập, cả giận nói. Nguyên Hạo đại sư, xin phán hắn thua. Lý Vân Tiêu ném hạt quả xuống dưới đài, lau miệng, khinh thường nói. Ngươi ngốc hả, thời gian có một canh giờ, mới qua bao lâu? Ta ăn chút hoa quả bổ sung thể lực cũng không được sao. Nguyên Hạo cũng không còn gì để nói, khoát tay áo nói. Chính Tông, ngươi lo chuyện của mình đi. Thời gian chưa tới, liền không tính thua. Tôn Chính Tông hừ lạnh nói. Để ngươi tiếp tục vô lại, đợi lát nữa ta muốn ngươi khóc lóc quỳ ở trước mặt ta. Thiết, bệnh thần kinh. Ngươi, Tôn Chính Tông phát hiện mình lại bị coi thường, vội vàng quay đầu đi. Xanh mặt không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm luyện chế. Thời gian qua đi, lò luyện đan rốt cục hoàn toàn bị yêu hỏa kích thích lên, trên thân đỉnh không ngừng hiện ra từng cái phù văn. Tôn Chính Tông chuẩn bị kỹ càng vật liệu từng cái từ trong bồn chứa lấy ra, vùi vào trong lò luyện đan, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, thỉnh thoảng đánh vào mấy cái pháp quyết. Rất nhanh, trong lò luyện đan bắt đầu có tiếng chân khí nổ vang, từ lỗ khí của lò luyện đan phun ra. Chính là tiết tấu muốn ngưng đan. Tôn Chính Tông đột nhiên vỗ thân đỉnh một cái, nhất thời nắp lò bay lên, một đạo hào quang màu xanh trực tiếp từ trong lò luyện đan bay vụt lên. Hắn cười lạnh một tiếng. Muốn chạy. Vài đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra, đem tia sáng kia nhốt lại, một viên đan dược ánh huỳnh quang lấp lóe đang ở trong đó không ngừng nhảy lên, lượng lớn hơi khí màu xanh từ trong lò luyện đan bốc lên, tràn vào trong viên đan dược này. Giờ khắc này vẻ mặt của Tôn Chính Tông dị thường căng thẳng, chính là thời khắc ngưng đan thành hình cuối cùng, sổ đan ở trên đan đỉnh nhanh chóng xoay tròn,
hấp thu lượng lớn dược lực màu xanh. Theo màu sắc càng ngày càng sáng, đẳng cấp cũng bắt đầu nâng lên. Ba chuyển một cấp, ngũ chuyển hai cấp. Từ trên sổ đan tản mát ra từng trận khí tức, đang không ngừng tăng lên. Đồ vật thuật luyện, nếu lên cấp 3, đều sẽ có linh tính nhất định, lúc ngừng đan nguy hiểm cũng tăng lớn, cần ngoại lực cực cường tôi đan. 6 chuyển, còn kém bước cuối cùng. Sắc mặt Tôn Chính Tông nghiêm túc, đột nhiên năm ngón tay thành chảo hướng sổ đan chộp tới. Thanh lang yêu hỏa trong đỉnh lô chịu đến hắn dẫn dắt, trong nháy mắt dựng lên, từng ánh lửa lao ra, hướng về sổ đan ngưng tụ đi. Trên đan dược tản mát ra từng trận gợn sóng càng ngày càng cáo kỉnh. 7 chuyển ngưng hình. Ngay lúc sắp không khống chế được, con người của Tôn Chính Tông đột nhiên áp xúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hết thảy hồn lực hội tụ một điểm, điên cuồng đem đan dược này ổn định lại, đặt vào trong thanh hỏa rèn đúc ngưng hình. Cỗ gợn sóng kia chậm rãi bị áp chế lại, trên mặt Tôn Chính Tông vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cách thành công chỉ có một bước. Ngày hôm nay luyện đan cũng tương đối thuận lợi, không nghĩ tới một lần liền thành công. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, đột nhiên hai con mắt híp lại, một đạo quang mang yêu dị lóe lên, trong không gian hơi hiện lên gợn sóng bé nhỏ. Nguyên Hạo đang tập trung tinh thần nhìn luyện chế, không ngừng gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày, kinh ngạc nhìn về bên Lý Vân Tiêu, một loại cảm giác khác thường ở trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ không bình thường nào. Hắn nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tiếp tục đưa mắt nhìn Tôn Chính Tông ngưng hình luyện đan. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Tôn Chính Tông giật nảy cả mình, nguyên bản hồn lực bao vây sổ đan ngưng hình tựa hồ chịu đến cái gì liên lụy, đột nhiên tản ra. Đan ý đã áp chế xuống trong nháy mắt kéo lên, một loại khí tức nguy hiểm đột nhiên tản mát ra. Không được. Hắn kinh hãi, vội vàng ngưng tụ lại hồn lực, đột nhiên hướng về sổ đan ép đi. Nhưng vừa chạm vào, lập tức bị chấn động trở về. Lúc này đã muộn, tu vi của hắn khó có thể khống chế ngưng đan. Tại sao lại như vậy? Tôn Chính Tông thất thân dại ra, trợn mắt nhìn đan dược kia bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng, mà bó tay hết cách. Con mắt của Nguyên Hạo co rụt lại, nội tâm ngờ vực nhìn Lý Vân Tiêu một chút, hắn mơ hồ cảm thấy dị dạng vừa nãy với hắn có quan hệ, nhưng không có chút dấu vết nào, hay là ảo giác. Hắn tuyệt không tin Lý Vân Tiêu có thể ở trước mắt hắn giở trò. Nhìn thất chuyển bồ đề đan kia sắp thất bại, nhất thời thở dài một tiếng, quát khẽ. Tô Tường. Có. Tô Tường đáp một tiếng, hắn biết ý tứ của Nguyên Hạo. Nhẹ nhàng đi lên phía trước, một cước bước ra, đến trước lò luyện đan, đột nhiên một quyền đánh tới sổ đan. Tiếng xé gió chói tai để văn võ bá quan đều khó chịu bưng lỗ tai ngồi xổm xuống. Viên sổ đan kia ở dưới một quyền của hắn bị oanh kích bắn ra, vẽ ra một đường thanh tuyến thật dài trên không trung, bay ra nghênh quân đài hơn 100 mét, đột nhiên nổ tung lên. Oanh! Tuôn ra lượng lớn năng lượng màu xanh, ở trên bầu trời 800.000 đại quân, dần dần tiêu tan. Cỗ lực lượng kia mạnh, ngay cả binh lính phía dưới cũng từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, ngơ ngác thất sắc. Sức nổ này, chí ít cũng đạt đến trình độ đại vũ sư. Nếu gần người nổ tung, văn võ bá quan trên nghênh quân đài, sợ là hơn nửa cũng phải đi gặp Diêm Vương. Lúc này mọi người mới từng cái đổ mồ hôi lạnh, nguyên lai xem thuật luyện sư luyện chế, không phải là một sự tình vui tai vui mắt a, quá nguy hiểm. Trong lịch sử không thiếu thuật luyện sư đang trong quá trình luyện chế đem mình nổ chết, có thể nói là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó thuật luyện sư bình thường đều có thành tựu võ đạo, như vậy mới có thể ở dưới lần lượt nổ tung sống sót. Sau khi Tôn Chính Tông thất thần, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu cách đó không xa, trong mắt lộ ra thù hận nồng đậm. Tuy rằng hắn không biết là Lý Vân Tiêu giở trò, cho rằng là mình chưa có thể khống chế được, nhưng tâm tình của hắn nhất định phải có địa phương phát tiết, liền đem phiền muộn chuyển hóa thành cừu hận đối với Lý Vân Tiêu. Nhìn cái gì vậy, ngu đần, trước một bước luyện liền ghê gớm a, lần này còn không phải cùng ta như thế, lại luyện từ đầu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm biếm một hồi. Ngươi! Tôn Chính Tông tức giận đến chòm râu run rẩy, sắc mặt tái xanh. Hai vị xin mời dành thời gian, chỉ còn không tới nửa nén hương. Âm thanh của Nguyên Hạo truyền đến, Tôn Chính Tông chấn động, vội vàng kiểm lại vật liệu, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Nguyên Hạo nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lãnh đạm nói. Vân Tiêu đại sư, ngươi liền dự định nhìn từ đầu tới đuôi như vậy sao? Trong giọng nói của hắn tất cả đều là vẻ châm chọc,
À, ai nói? Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhẹ nhàng nói, đem hai cánh tay mở ra, bắt đầu trên dưới hoạt động lên. Khuất cánh tay, 1, 2, 3, khà khà. Ép chân, 1, 2, 3, khà khà. Xoay eo, 1, 2, 3, khà khà. Hoạt động gân cốt, 1, 2, 3, khà khà. Xoay trái, quẹo phải, khà khà. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn vận động, đây là một bộ vận động cường thân kiện thể đơn giản nhất, là binh sĩ vận động làm nóng người trước khi huấn luyện, hầu như mỗi một tên tướng sĩ Thiên Thủy Quốc đều biết. Nhưng giờ khắc này bị hắn luyện lên, lại dị thường buồn cười, từng cái con người muốn lổi ra. Lý Thuần Dương đang muốn gầm lên vài tiếng, để hắn đừng mất mặt. Nhưng nghĩ lại hơi động, vẫn là ngậm miệng ở một bên lẳng lặng nhìn. Được rồi, vận động làm nóng người xong, bắt đầu luyện chế. Lý Vân Tiêu đi tới một khối đất trống bên cạnh Tôn Chính Tông, tựa hồ đang suy tư điều gì, dùng ngón tay không ngừng gãi đầu. Ánh mắt của mọi người đều lạc ở trên người hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng kết cuộc như thế nào. Đột nhiên Trương Thanh Phàm động một cái, vội vã tiến lên nói. Vân Tiêu đại sư, xin mời dùng đan đỉnh của ta. Hắn tiện tay vỗ một cái, một đại đỉnh thuần phác từ trong hư không rơi xuống, toàn thân hiện ra tử sa, chính là tử đỉnh cấp 3. Trong lòng Tôn Chính Tông nhảy một cái, hơi sốt sắng lên. Tuy rằng trình độ thuật luyện sư chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực bản thân, nhưng tác dụng phụ trợ của ngoại vật cũng rất lớn. Chí ít tử đỉnh kia liền cao hơn thanh đỉnh của mình không ít đẳng cấp. Không cần, ngươi thu lại đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ tử đỉnh một cái, nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, bay trở về trong tay Trương Thanh Phàm. Trong mắt Trương Thanh Phàm lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức bình tĩnh lui trở lại. Nếu Lý Vân Tiêu không cần, hắn tự nhiên tin tưởng Lý Vân Tiêu khẳng định có đỉnh lô càng tốt hơn. Tuy rằng tử đỉnh cấp 3 đã là tồn tại mạnh nhất trong đồ vật cấp 3, nhưng hắn đối với Lý Vân Tiêu đã có một loại tâm ý sùng bái, đương nhiên sẽ không hoài nghi thực lực của đối phương. Tâm của Tôn Chính Tông nhất thời rơi xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng dị thường kinh ngạc, tiểu tử này ngay cả cấp 3 tử đỉnh cũng không muốn, lẽ nào hắn có đan đỉnh cấp 4? Thiết, tuyệt đối không thể, coi như là thật sự, cũng không có cách điều động. Lý Vân Tiêu cười nói với Nguyên Hạo. Nguyên đại sư, cho ta mượn 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, tài sản của ta toàn ở trong tay ngươi a. Nguyên Hạo hơi nhướng mày, thời điểm Lý Vân Tiêu từ chối tử đỉnh, hắn đã đối với thiếu niên này có một phán đoán khẳng định. Thiếu niên này chính là làm bừa, giả ngây giả dại, đợi lát nữa nhất định sẽ bày trò không chịu thua. Hừ, có mình làm trọng tài, hắn dựa vào cái gì chơi xấu. Cầm đi. Nguyên Hạo tức giận, lạnh lùng ném ra 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, một mặt lạnh lẽo nhìn hắn, cười gằn không ngớt. Lý Vân Tiêu đem 10 viên thượng phẩm nguyên thạch nắm ở trong tay. Đột nhiên một luồng nguyên khí từ lòng bàn tay phun ra, đem 10 khối nguyên thạch đánh nát bấy, nhất thời đầy trời đều là bụi đá phân tán ra. Hắn dùng bàn tay hút một cái, giống như một đạo kinh hồng, những bột phấn kia toàn bộ hội tụ thành tuyến, theo cánh tay hắn múa, ở trên không trung bay lượn lên, như một dây vải màu trắng. Đây là... Trong mắt Nguyên Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức tức giận nói. Chẳng lẽ đang đùa nghịch? Thời điểm Nguyên Hạo vẫn chưa nói xong. Đột nhiên con ngươi của Vương Thường chấn động, hai mắt trợn thật lớn, không thể tin tưởng nhìn động tác của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu bắt đầu vung vẩy bụi phấn, trên đất vẽ ra các loại đồ hình, những bụi đá kia toàn bộ rơi trên mặt đất, ngưng họa ra một đồ án trận pháp. Quả nhiên là, nội tâm Vương Thần nhấc lên cơn sóng thần, khiếp sợ không thôi nhìn tất cả những thứ này. Loại thủ pháp dùng nguyên thạch ngưng trận này, ân sư của hắn Dương Địch thường thường sẽ sử dụng. Hơn nữa thủ pháp động tác cùng thiếu niên trước mắt này hầu như là giống như đúc. Không, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ vẫn không có trôi chảy hào hiệp như thiếu niên trước mắt này. Làm sao có khả năng? Ánh mắt của Nguyên Hạo cũng từ lạnh lùng biến thành nghi hoặc, lại biến thành nghiêm nghị. Tuy rằng hắn không biết phương pháp nguyên thạch ngưng trận, nhưng thời điểm hắn vẫn là thuật luyện sư cấp 2, khi đó Dương Địch đại nhân mới vừa tiến vào thuật luyện sư cấp 5. Thời điểm giảng bài giải đáp nghi vấn, tại chỗ biểu thị qua loại thủ pháp này. Không nghĩ tới rất nhiều năm sau, dĩ nhiên ở trong tay một người thiếu niên tái hiện. Chẳng lẽ thiếu niên này là đệ tử của Dương Địch đại nhân? Hắn ngờ vực liếc mắt nhìn Vương Thần ở bên cạnh, thấy trong mắt hắn cũng tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi,
lúc này mới phủ định ý nghĩ này. Trước kia Cổ Vinh cùng Lạc Vân Thường còn ở trong đại quân, thấy Lý Vân Tiêu muốn bắt đầu luyện chế. Hai người vội vàng chạy tới, yên tĩnh ngốc ở một bên lẳng lặng quan sát. Cổ Vinh càng là cả người hưng phấn, mỗi lần Lý Vân Tiêu luyện chế, hắn đều có thể thu được lợi ích khổng lồ, lần này dĩ nhiên là một loại thủ pháp hoàn toàn mới, càng kích động không thôi. Nội tâm hắn hung hãn nói. Chờ xem đi, các người đám ếch ngồi đáy giếng này, dám không đem Vân Thiếu để vào trong mắt. Chờ sự kiện lần này đi qua, toàn bộ giới thuật luyện sư của Hỏa Ô Đế Quốc, cũng sẽ theo đó rung động. Lý Vân Tiêu làm tốt tất cả những thứ này xong, sắc mặt bắt đầu trở nên yên tĩnh. Loại dáng vẻ công tử bột bất kham kia đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại điềm tĩnh tao nhã, nụ cười như vạn cổ bất biến, hiện lên ở trên khóe môi. Có loại bình tĩnh trầm ổn khi thiên địa đổ nát mà không biến sắc. Con người của Nguyên Hạo kịch liệt co rút lại, nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Không chỉ là vẻ mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, ở quanh người hắn bắt đầu phóng xạ ra từng vòng gợn sóng hồn lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh đã xung kích đến cường độ thuật luyện sư cấp 1. Làm sao sẽ? Nguyên Hạo cảm giác mình có chút ngồi không yên, nội tâm sóng to gió lớn liên tiếp, ở dưới thần thức cấp 4 của mình, hắn lại vẫn có thể giấu giếm thực lực. Oanh! Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, một đạo kinh khí trực tiếp bắn ở trên bụi đá, bắn ra một chuỗi hỏa tinh, nhất thời hết thảy bột phấn trong nháy mắt bốc cháy lên, hỏa diễm dựng lên cao bằng nửa người. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn thiêu đốt chơi? Một bên Tôn Chính Tông cũng không biết thủ pháp kia, lòng tràn đầy nghi hoặc thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh liền giật mình lồi nhãn cầu ra, Lý Vân Tiêu đã đem một phần tài liệu kia trực tiếp ném vào hết. Cũng không phân loại, không tinh luyện, không cần hỏa hầu, thậm chí đỉnh lô cũng không có. Cứ như vậy ném vào trong lửa thiêu. Thời khắc này, thường thức của Tôn Chính Tông bắt đầu xuất hiện một ít vết rách, hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Không nên phân tâm, không thể phân tâm. Tiểu tử này hoàn toàn là làm loạn, ý đồ chính là quấy rầy tâm thần của ta, ngàn vạn không thể bị lừa. Hắn nhất thời nín thở ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng ngắt mấy cái quyết ấn, đánh vào trong lửa lớn rừng rực kia, nhất thời hỏa diễm lộn xộn ở dưới sự thao túng của hắn, bắt đầu thiên biến vạn hóa, hình thành từng đạo đồ án, một hồi là hỏa long, một hồi là phượng hoàng, một hồi là núi cao, một hồi là cây nhỏ. Có lúc còn hiện ra hình thái mỹ nữ trần truồng, xem mà tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, triệt để hóa đá. Nguyên Hạo hoàn toàn bối rối, dại ra tự lẩm bẩm. Này, này là khống hỏa thuật. Sắc mặt Vương Thần nghiêm túc, trầm giọng nói. Không sai, chính là năm đó Cổ Phi Dương đại nhân sáng tác khống hỏa thuật, hỏa chi nhạc trương. Nguyên Hạo cả kinh nói. Vậy hắn cùng lệnh sư. Vương Thần khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu nói. Ta chưa từng nghe sư phụ nói hắn còn có một vị đồ đệ như thế, năm đó Cổ Phi Dương đại nhân truyền thừa thuật luyện chi đạo, ngoại trừ sư tôn ra, còn có phò mã quân Như Vân của Cổ Vũ Đế Quốc, chẳng lẽ người này là đồ đệ của quân Như Vân sư bá? Nguyên Hạo sững sờ, khẽ lắc đầu nói. Không nói Cổ Vũ Đế Quốc cách xa nơi này mấy trăm vạn dặm, nếu như hắn thực sự là đồ đệ của quân Như Vân đại nhân, cũng sẽ không ở một địa phương nhỏ như Thiên Thủy Quốc. Vương Thần cũng nghĩ đến hai điểm này, càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi cùng khó có thể lý giải được. Ngọn lửa kia hóa thành các loại hình thái, phân biệt nung đốt nguyên liệu trên hư không, mỗi một cái đều khống chế cực kỳ vi diệu, tất cả đều vừa đúng, chẳng hạn như thiên hạt thứ thì bị một con hỏa thiềm thử dùng miệng ngậm lấy, bị thiêu đỏ chót. Toàn bộ quá trình luyện chế, hoàn toàn là một hình ảnh tuyệt mỹ. Là hắn, nhất định là hắn. Lạc Vân Thường nhìn bức tranh này, khuôn mặt kích động đến đầy nước mắt. Lúc trước còn có chút không quá chắc chắn, khi hỏa chi nhạc trương khống hỏa thuật này xuất hiện, nàng đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Người phía sau Vân Tiêu, nhất định là vị đại nhân kia. Nguyên Hạo đại sư, ngươi xem tỉ thí lần này, ai có thể thắng? Vương Thần nhìn hai người đã đến thời khắc ngưng đan, không nhịn được mở miệng hỏi. Nguyên Hạo sững sờ, hơi có chút cười khổ nói. Ở trước khi Vân Tiêu chưa triển khai hỏa chi nhạc trương, ta căn bản chưa từng hoài nghi khẳng định là chính tông thắng, hiện tại lại nói không chừng. Vương Thần khẽ cười nói. Ta xem hẳn là Tôn Chính Tông đại sư mới đúng. Tuy rằng thủ pháp của Lý Vân Tiêu lão luyện, nhưng dù sao chỉ có hồn lực một cấp, làm sao có thể ngưng luyện ra thất chuyển. Lời nói của hắn đột nhiên nghẹn lại,
thật giống như bị nhét vào một con cóc ghẻ, con người muốn lồi ra, một mặt kinh hãi. Sau khi bồ đề đan của Lý Vân Tiêu tới tam chuyển, hồn lực quanh người hắn bỗng nhiên tăng vọt, vọt thẳng đến trình độ thuật luyện sư cấp 2. Nguyên Hạo cũng kinh sợ đến mức kéo khóe miệng, giật mình nói. Xảy ra chuyện gì, từ khi bắt đầu tới giờ, hắn vẫn đang khống chế hồn lực. Trước tam chuyển dùng hồn lực một cấp, sau ngũ chuyển biến thành cấp 2, đợi lát nữa chẳng lẽ sẽ là cấp 3. Khống chế hồn lực chính xác như vậy, ngay cả ta cũng phát hiện không ra thực lực của hắn mạnh như thế nào. Cõi đời này có loại công pháp thần kỳ vậy sao? Vương Thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ đem một con cóc ghẻ nuốt vào, ngực cảm thấy cực kỳ không khỏe, mồ hôi lạnh tràn trề nói. Ta từng nghe sư tôn nói, một vị thuật luyện sư cao minh, có thể đem hồn lực dùng ở mỗi một nơi cần, không sản sinh bất kỳ lãng phí. Vì lẽ đó thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể luyện chế một viên đan dược, nhưng những thuật luyện sư hiểu được khống chế hồn lực hao tổn kia, ở dưới tình huống cùng cấp, chỉ ít có thể luyện ra 3 viên. Trong mắt Nguyên Hạo lộ ra khiếp sợ cùng vẻ ngóng trông, vội hỏi. Lệnh sư đại nhân nói không sai, người xem sắc mặt Lý Vân Tiêu này, đã đến giai đoạn tứ chuyển, nhưng vẫn nhẹ như mây gió, thật giống như căn bản không coi là chuyện to tát gì. Mà chính tông tuy đã đến ngũ chuyển, lại tựa hồ như sắp không chống đỡ được. Vương Thần cười khổ gật gật đầu, lời là không sai, nhưng loại thủ đoạn khống hồn cực sự cao minh này, coi như là sư tôn cũng chỉ là vừa tìm thấy đường, một thiếu niên 15 tuổi làm sao có khả năng sẽ hiểu, đồng thời làm được. Giờ khắc này ngoại trừ Nguyên Hạo cùng Vương Thần đang thấp giọng trò chuyện ra, tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ cùng dại ra. Hai người tỉ thí làm cho người ta có cảm giác thị giác chấn động mãnh liệt. Cả người Tôn Chính Tông mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa động tác thô kệch, thật giống như một cu ly đang liều mạng chuyển gạch. Mà động tác của Lý Vân Tiêu lại tao nhã hào hiệp, từng đạo linh quyết phảng phất như hồ điệp bay lượn trong hoa, ngọn lửa kia khác ở trên gương mặt tuấn tú của hắn, lại vui tai vui mắt không nói ra được. Một lát sau, đột nhiên ngực của Nguyên Hạo giống như bị búa tạ bắn trúng, thất thanh nói. Cấp 3, quả nhiên lên cấp 3. Sau khi bồ đề đan tiến vào ngũ chuyển, hồn lực gợn sóng trên người Lý Vân Tiêu càng thêm cường hãn, trực tiếp đạt đến cấp 3. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không che giấu nổi chấn động cùng vẻ mừng rỡ, dồn dập nín thở ngưng thần nhìn mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu, loại ánh mắt sùng kính kia, thật giống như nhìn không phải một người, mà là con đường vô tận của thuật luyện. Tần Dương nhìn dáng vẻ của hai vị đại sư, nhất thời trong lòng dị thường một ngạt. Bắt đầu cảm giác được sự tình hết sức không ổn. Hắn cùng Cao Phong ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo âu. Tôn Chính Tông cũng phát hiện khí tức trên người Lý Vân Tiêu, trong lòng đã sớm có cơn sóng thần, áp lực rất lớn. Giờ khắc này sổ đan của hắn đã tiến vào giai đoạn 7 chuyển, chính là địa phương có chuyện lần trước. Hắn cắn răng, gào thét nói. Liều mạng. Chỉ thấy tay hắn vỗ một cái, một ngọc phù màu xanh đen xuất hiện ở trong tay. Mặt trên thanh quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có cảm giác hồ quang nhảy lên. Ánh mắt Nguyên Hạo ngưng lại, đột nhiên từ ghế ngồi nhảy lên, thất thanh nói. Thái ất lôi phù. Vương Thần cũng kinh hãi đến biến sắc, cả kinh nói. Lẽ nào hắn muốn dùng lôi đình ngưng đan? Nếu đồ vật thuật luyện vượt qua cấp 5, ở trong quá trình luyện chế sẽ gợi ra thiên địa dị tượng, sản sinh sức mạnh sấm sét. Chính là lôi kiếp trong truyền thuyết. Chính vì đồ vật luyện chế quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó thiên đạo không dung, sẽ hạ xuống lôi đỉnh phá hủy. Vì lẽ đó đồ vật trên cấp 5 đối mặt khiêu chiến to lớn nhất, không phải đến từ hồn lực mạnh yếu của thuật luyện sư, mà là có thể chịu đựng qua lôi kiếp hay không. Thế nhưng đồ vật trải qua lôi kiếp cũng dị thường mạnh mẽ, vì lẽ đó cấp 5 chính là một ranh giới của thuật luyện sư. Không ít thuật luyện sư có thể luyện chế ra đồ vật cấp 5, nhưng khi lôi kiếp hạ xuống, lại dồn dập hóa thành cho tàn. Vì lẽ đó vẫn như cũ không cách nào tiến vào cấp 5. Nguyên Hạo cũng chính là một vị thuật luyện sư như vậy. Mà giờ khắc này Thái Ất Lôi Phù trong tay Tôn Chính Tông, chính là Ngọc Phù cấp 5, là thuật luyện sư cường đại ở thời điểm đồ vật độ kiếp, mạnh mẽ thu lấy một tia lôi điện chi lực, ngưng tụ ở trong đó không tiêu tan. Loại Ngọc Phù này không nói giá trị khó có thể đánh giá, thời điểm luyện chế đồ vật cấp thấp có thể trực tiếp triển khai ra, xúc động lôi điện chi lực tăng lên đẳng cấp đồ vật. Hơn nữa lôi đình vào trong đó đã bị luyện hóa, sẽ không sản sinh lực phá hoại mạnh mẽ, sử dụng là hết sức an toàn.
vì lẽ đó đều bị thuật luyện sư cấp thấp coi là chân bảo. Tôn Chính Tông quay đầu liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu luyện chế, đã tiến vào giai đoạn 6 chuyển. Nhất thời một tia kiên quyết thay thế không bỏ trong mắt, mạnh mẽ đưa tay kích thích ngọc phù, trực tiếp để trên đỉnh lô. Ầm ầm ầm, một trận tiếng sấm từ trong đỉnh lô truyền đến, như thiên địa oai. Mọi người mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy trên thanh đỉnh bùng nổ ra ánh chớp đùng đùng lấp lóe, rất nhanh xung kích đến sổ đan trên bầu trời. Tâm ý cuồng bạo trên đan dược, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Một tia chớp màu xanh đem sổ đan gói lại, không ngừng rèn luyện. Bát chuyển, cảm nhận được trên sổ đan tản mát ra từng trận đan khí, sắc mặt Nguyên Hạo khẽ biến thành hơi có chút thở dài nói. Lý Vân Tiêu muốn thua a, bồ đề đan này đã tiến vào 8 chuyển, còn ở dưới lôi đình rèn luyện, mặc dù xung kích không tới cấp 4 cửu chuyển, sợ cũng là kém không xa. Vương Thần nhẹ giọng nói. Lý Vân Tiêu này có thể nói tuy bại còn vinh, chỉ là vụ cá cược này quá hại người. Hắn cười khổ lắc lắc đầu. Nguyên Hạo không phản đối nói. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút bất kham, có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo tự mãn, để hắn ăn chút ngăn trở cũng là chuyện tốt. Ha ha, đan thành. Trong mắt Tôn Chính Tông lộ ra vẻ vui mừng cuồng nhiệt, nhanh chóng biến hóa thủ ấn, bồ đề đan ở trên lò luyện đan tỏa ra dược lực kinh người, quanh thân còn có lôi điện vần quanh, đã đạt đến trình độ 8 chuyển đỉnh cao. Oanh! Đột nhiên thanh đỉnh cấp 3 kia tựa hồ không chịu nổi áp lực cực lớn, ở trong nháy mắt thành đan ầm ầm nổ tung lên. Thân đỉnh trực tiếp bị nổ nát thành 5 mảnh, hướng về 4 phương 8 hướng tung tóe ra. Không ít võ giả dồn dập ngăn cản, ngăn lại mảnh vỡ đan đỉnh. Tôn Chính Tông một mặt tiếc hận cùng đau lòng, trong tay cầm viên bồ đề đan thành hình 8 chuyển, nhất thời tâm tình tối tăm quét đi sạch sành xanh, mừng như điên cười to lên. Ha ha, bồ đề đan 8 chuyển đỉnh cao. Tiểu tử, trừ khi ngươi luyện chế ra cửu chuyển cấp 4, bằng không phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên Hạo lộ ra vẻ mỉm cười, khen ngợi nói. Chính Tông, xem ra thực lực của ngươi trải qua lần luyện chế này có thể tăng lên không ít. Tuy rằng phá hủy một cái thanh đỉnh cấp 3, nhưng có thể luyện chế ra đan dược cấp 3 đỉnh cao, cũng đáng giá. Ngươi cẩn thận lĩnh ngộ quá trình một hồi, đột phá liền không xa. Tôn Chính Tông cười khổ nói. Nào có dễ dàng đột phá như vậy, bất quá lần luyện chế này xác thực để ta lĩnh ngộ được một ít đồ vật mới. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, tuy rằng loại thủ pháp thành thạo kia để trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc không thôi, nhưng trái tim lại triệt để xuống, trừ khi đối phương tiến vào cấp 4, bằng không tuyệt không phần thắng. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều yên lặng liếc mắt nhìn, hai người đều là một mặt lo âu. Coi như bọn họ là tồn tại vừa tiến vào cấp 4, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện chế ra bồ đề đan 8 chuyển đỉnh cao như thế. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, không ngừng dùng chân khí rèn luyện đan dược ở trên hư không, rất nhanh liền tiến vào trạng thái 7 chuyển, trên mặt của hắn cũng bắt đầu hiện ra vẻ trắng xám, hiển nhiên là hồn lực hao tổn rất lớn. Nguyên Hạo lộ ra ái tài chi tâm, than thở. Không dùng lò luyện đan liền đem bồ đề đan luyện hóa thành 7 chuyển, hơn nữa tuổi đời của hắn, thật là yêu nghiệt vạn năm khó gặp. Đáng tiếc, Tôn Chính Tông nghe được đánh giá, sắc mặt khẽ thay đổi, trong tròng mắt lộ ra sát cơ không che giấu. Thiên phú của Lý Vân Tiêu xác thực để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn mới bao lớn a. Hiện tại mình có thể miễn cưỡng vượt qua hắn, nhưng nếu 5 năm sau, 10 năm sau thì sao? Hắn vừa nghĩ tới mình đắc tội một tồn tại kinh khủng như thế, nội tâm cũng bắt đầu có chút thấp thỏm lên. Vương Thần nghẹn giọng hỏi. Nguyên Hạo đại sư, ngươi nhìn hắn có thể luyện hóa vào 8 chuyển không? Nguyên Hạo cẩn thận nhìn một hồi, trả lời. Hỏa diễm trong trận pháp đã dần dần yếu bớt, tựa hồ có xu thế cháy hết. Hơn nữa hồn lực của hắn một bên phải ngưng đan, một bên phải khống chế hỏa thế, sợ là không nhiều hy vọng lắm. Nếu ban đầu hắn tiếp nhận từ đỉnh cấp 3 của Trương Thanh Phàm đại sư, xung kích 8 chuyển tuyệt không vấn đề. Đáng tiếc người trẻ tuổi này quá càn rỡ. Vương Thần lặng lẽ không nói, hiển nhiên cũng tán thành quan điểm này. Ngay thời điểm mấy người trò chuyện, hai con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên mở lớn, một luồng hồn lực bàng bạc mà ra, trong nháy mắt bao phủ nguyên khí chi hỏa sắp cháy hết trên mặt đất, điên cuồng hướng vào bên trong bồ đề đan rót đầy. Cái gì? Hắn muốn dùng nguyên khí chi hỏa mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp của bồ đề đan. Nguyên Hạo khiếp sợ không thôi, ngơ ngác thất thanh nói. Như thế, thật là có thể xung kích đến 8 chuyển, thế nhưng hỏa diễm cháy hết,
hắn cuối cùng ngưng đan như thế nào đây? Không nói tám chuyển bồ đề đan hắn không khống chế được ngưng đan liền dã tràng xe cát, coi như miễn cưỡng ngưng tụ thành hình, nếu không có lực lượng nguyên tố mạnh mẽ, sợ là duy trì tám chuyển thành hình cũng khó càng thêm khó. Trong mắt Phương Thần lộ ra một tia tinh mang lấp lóe. Hắn nhất định là cảm giác được bồ đề đan tám chuyển đỉnh cao của Tôn Đại Sư, vì lẽ đó dự định tử chiến đến cùng. Tiếp tục như vậy kết quả chính là bạo đan, ngược lại bất luận làm sao đều sẽ thua, này có khi còn có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Tôn Chính Tông cười nhạo nói. Tử chiến đến cùng còn có thể xung kích cấp 4 hay sao? Vương Thần sững sờ, vẻ mặt cũng ảm đạm đi, cảm giác lời giải thích của mình thật có chút gượng ép. Nội tâm âm thầm ngờ vực. Đối mặt loại kết cục phải thua này, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều là làm sự tình không có ý nghĩa sao? Tám chuyển. Một luồng khí tức cuồng bạo từ trong bồ đề đan của Lý Vân Tiêu truyền ra, chỉ là tiến vào trạng thái tám chuyển, trở nên càng thêm không ổn định, khó có thể khống chế lên. Dĩ nhiên tay không đem đan dược mạnh mẽ thăng tám chuyển, người này thật là yêu nghiệt a. Nguyên Hạo kinh sợ đến mức tột đỉnh. Mí mắt càng kịch liệt nhảy lên, giật mình nói. Hắn đang làm gì, dùng chân nguyên thay thế nguyên hỏa tôi đan? Chẳng lẽ hắn còn không dự định ngưng đan, thật sự muốn tử chiến đến cùng? Trong giọng nói cậu hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Tô Tường, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nếu tám chuyển bồ đề đan bạo đan, uy lực xa không phải bảy chuyển bạo đan có thể so sánh. Hắn đã sinh ra ái tài chi tâm, không muốn Lý Vân Tiêu có tổn thương. Còn những người khác trên nghênh quân đài, nổ chết hắn cũng không nhìn. Vâng, Nguyên Hạo đại sư. Hai mắt Tô Tường hơi ngưng tụ lại, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng thần, hắn đi theo Nguyên Hạo thời gian rất dài, đối với một ít cửa ngõ của thuật luyện sư cũng rõ ràng. Lý Vân Tiêu chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hô! Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, cảm giác chân khí trong cơ thể hết hơn nửa. Hắn nói thầm, chân khí tam tinh võ sư. Cũng chỉ có thể đến trình độ này. Phía dưới là ngưng đan, nếu muốn vượt qua tám chuyển đỉnh cao, chỉ có thử đồ vật kia một lần. Trên người Tôn Chính Tông ẩn giấu thái ất lôi phù thực là nằm ngoài dự đoán của hắn, nguyên bản hắn có lòng tin đem đan dược trực tiếp đẩy lên tám chuyển đỉnh cao, nhưng như vậy cũng vẻn vẹn là hòa nhau mà thôi. Hừ, hòa nhau sao? Một thuật luyện sư cấp 3 cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, ngày hôm nay ta sẽ đánh ngươi đến ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hắn đột nhiên dương đôi mắt, một dấu ấn hỏa vân ở mi tâm chậm rãi nổi lên, như một vết bớt, rồi lại như có sinh mệnh đang chậm chậm thiêu đốt. Nội tâm của Tôn Chính Tông cùng Nguyên Hạo đồng thời nhảy một cái, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hai người bọn họ đều có yêu hỏa trên người, ngay thời điểm dấu ấn hỏa vân của Lý Vân Tiêu hiện lên, nhất thời phát hiện yêu hỏa bị trấn áp trong cơ thể bỗng nhảy lên, phát sinh một loại ý thức hoảng sợ, thật giống như muốn liều mạng đào tẩu. Đây là hỏa diễm gì? Trong lòng hai người đồng thời giật mình, ngơ ngác nhìn hư vô chi hỏa như có như không ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ trầm trọng, đây là lần thứ nhất hắn sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa, bằng thực lực của hắn là không có cách điều động, chỉ có thể hơi xúc động một tia phân thân của hỏa diễm, cũng chính là một hình chiếu của thần hỏa ở trên hư không mà thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hình chiếu này, nhiệt độ trên nghênh quân đài trong nháy mắt tăng vọt, tất cả mọi người đều chảy ra mồ hôi. Thất sắc nhìn một điểm hỏa diễm như có như không kia, nhẹ nhàng rơi vào trên bồ đề đan. Chân hỏa tôi đan, ngưng cho ta. Lý Vân Tiêu nhanh chóng nắm bắt quyết ấn, tốc độ kia đã khiến người ta hoa mắt, không trung hiện ra đạo đạo tàn ảnh. Mà các loại quyết ấn quái lạ càng là tầng tầng lớp lớp, không ít ngay cả Nguyên Hạo cũng chưa từng nghe thấy, chừng con mắt lớn nhìn không chớp. Ngưng! Làm xong hết thảy động tác, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nhất thời nhiệt độ cao đột nhiên hạ xuống. Hết thảy chân hỏa bị hút vào trong đan dược. Bầu trời cũng bắt đầu hiện ra một mảnh mây đen, bên trong mơ hồ có lôi điện lấp lóe, phảng phất muốn mưa. Bỗng nhiên Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, thất thanh nói. Thiên địa dị tượng, đan dược cấp 3 dĩ nhiên có thể xúc động thiên địa dị tượng. Thời khắc này, không chỉ có hắn, hết thảy thường thức của thuật luyện sư cũng trong nháy mắt sụp đổ. Oanh! Một đạo lôi đình lớn bằng ngón cái từ thiên ngoại rơi xuống. Trực tiếp đánh vào trên bồ đề đan. Nhất thời lượng lớn lôi điện chi lực từ trên thân đan đùng đùng lan ra, kéo dài không dứt. Sau khi mây đen trên bầu trời đánh xuống một đạo tia chớp, nhất thời hóa thành hư ảo, tản mát không còn.
mà viên Bồ Đề đan ở trong hư không kia cũng cuối cùng cô đọng thành hình, rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu. Kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng vạn phần kinh ngạc, theo lý đan dược đẳng cấp này là tuyệt đối không thể xúc động thiên địa dị tượng. Tuy rằng lôi đình kia so với lôi kiếp bình thường nhỏ yếu vô số lần, nhưng xác thực thật là bởi vì ngưng đan mà gây nên, hắn thầm nói chẳng lẽ là Phượng Hoàng chân hỏa đưa tới lôi đình. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, toàn bộ ánh mắt đồng loạt rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, một viên đan dược tròn trịa tỏa ra mùi thơm thấm ruột thấm gan, khiến người ta nghe mà tinh thần thoải mái. Vương thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, đầu óc có chút phát mộng nói. Đó là đan dược cấp bậc gì? Coi như là cấp 4, cũng tuyệt đối không thể xúc động thiên địa dị tượng a. Tôn Chính Tông cũng là một mặt hóa đá, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nội tâm thấp thỏm lo âu. Vẻ mặt Nguyên Hạo ngưng trọng, thân thể hơi có chút run rẩy lên, luyện chế như vậy, ngưng đan như vậy, ngay cả hắn tuyệt đối cũng không làm được. Hơn nữa bây giờ hắn cách thuật luyện sư cấp 5, kém chính là xúc động lực lượng thiên địa dị tượng ngưng đan, sự tình nhiều năm qua khổ sở thăm dò không thể được, dĩ nhiên xuất hiện ở trên người một thiếu niên. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, cũng bắt đầu hiện ra ánh mắt sùng kính như Trương Thanh Phàm, Hứa Hàn, vô cùng khách khí nói. Vân Tiêu đại sư, có thể lấy Bồ Đề đan của ngươi cho ta nhìn qua hay không? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lau mồ hôi trán, đưa đan dược tới. Nguyên Hạo đại sư chính là trọng tài, đương nhiên phải cho. Viên đan dược kia lập tức rơi vào trong tay Nguyên Hạo, hắn đem hai viên đan dược đồng thời thả ở lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ. Hai viên đan dược to nhỏ, màu sắc đều không kém nhiều, nhưng cũng có khác nhau cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai ở trong viên thuốc của Tôn Chính Tông có một tia hoa văn màu xanh nhạt, mà của Lý Vân Tiêu lại là hai loại màu sắc, một xanh một đỏ. Nguyên Hạo so sánh một phen, không nhịn được hỏi. Vân Tiêu đại sư, vì sao trong đan dược của ngươi có song sắc hoa văn? Còn có cuối cùng lôi đình chi kiếp kia lại là chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp bình thường không phải đơn giản như vậy à? Hắn xưng hô với Lý Vân Tiêu cũng trong lúc vô tình biến thành đại sư, nghe vào trong tai của Tôn Chính Tông, lại cảm thấy hết sức chói tai. Ha ha, lôi đình này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói thật, đời ta vẫn là lần thứ nhất luyện chế đan dược cấp 3. Cái gì? Lần thứ nhất luyện chế. Tất cả mọi người đều chấn động, dồn dập khó mà tin nổi. Ánh mắt của Nguyên Hạo càng là rơi vào trên người Trương Thanh Phàm, chỉ thấy Trương Thanh Phàm khẽ gật đầu làm chứng, hắn mới cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, này không thể nào tiếp thu được a. Tôn Chính Tông cảm thấy trái tim của mình càng ngày càng không chịu nổi, không nhịn được thúc giục. Nguyên Hạo đại sư, kết quả làm sao? Ai thắng ai thua? Nguyên Hạo cẩn thận so một hồi, trở nên trầm tư, rốt cục mở miệng nói. Vân Tiêu đại sư thắng. Cái gì? Tôn Chính Tông cả kinh, lập tức giận tím mặt nói. Làm sao có khả năng? Ta chính là tám chuyển đỉnh cao, mạnh nhất dưới đan dược cấp 4. Nguyên Hạo đại sư ngươi nhìn rõ ràng, coi như hắn là tám chuyển đỉnh cao, nhiều lắm cũng là thế hòa. Thuật luyện sư ở đây đều cảm giác được viên thuốc kia của Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải cấp 4. Dáng vẻ cũng ở cấp 8 đỉnh cao a. Đối với Tôn Chính Tông chất vấn, Nguyên Hạo cũng không tức giận, mà là kiên trì giải thích. Bồ đề đan của ngươi là 8 chuyển đỉnh cao không thể nghi ngờ, thế nhưng của Vân Tiêu đại sư là ngụy cấp 4. Nói vậy ngươi cũng biết ngụy cấp 4 là làm sao hình thành a. Tôn Chính Tông ngẩn ngơ, nhất thời thất thần kêu lên. Tuyệt đối không thể, đan dược ngụy cấp 4 chính là thời điểm đang luyện chế đan dược cấp 4 không cẩn thận. Lúc này mới bị bài xích ở ngoài cấp 4. Tuy rằng không phải cấp 4, nhưng cũng chỉ có thuật luyện sư cấp 4 mới có thể luyện chế, ám hắn chỉ có trình độ cấp 3. Ánh mắt của hắn đột nhiên phun ra lửa, cả giận nói. Nguyên Hạo đại sư, có phải ngươi cùng tiểu tử này một nhóm? Nguyên Hạo biến sắc, phẫn nộ quát. Tôn Chính Tông, ngươi nói cái gì? Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Nguyên Hạo đại sư, ta nói rồi. Hắn cuối cùng nhất định sẽ chơi xấu. Kính xin Nguyên Hạo đại sư phán quyết. Nguyên Hạo hơi bình phục lại tâm tình, đem hai cái nhẫn chữ vật trực tiếp ném cho Lý Vân Tiêu nói. Đây là đồ vật cùng thắng lợi phẩm của Vân Tiêu đại sư. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Chính Tông, lạnh giọng nói. Có chơi có chịu, hiện tại đến phiên ngươi quỳ xuống dập đầu. Lúc trước đối với hắn vẫn là khách khí, lần này nhất thời như núi lửa phun trào ra.
thuật luyện sư chính là nghề nghiệp cao quý nhất, há có thể khoan nhượng người khác chửi bới nói xấu như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt gần 1 triệu người. Nguyên vốn còn dự định thay hắn cầu tình, cùng Lý Vân Tiêu thương lượng một chút sự tình dập đầu chịu thua, dù sao đối với một tên thuật luyện sư cao quý mà nói, chuyện này quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng hiện tại, hắn càng xem càng không hợp mắt, nhất thời không có bất luận tình cảm gì. Lần này Tôn Chính Tông là tự mình muốn chết. Tôn Chính Tông nhìn Nguyên Hạo đem nhẫn chứa đồ của hắn ném cho Lý Vân Tiêu, nhất thời đau lòng kêu to, sau đó nghe nói để hắn quỳ xuống dập đầu. Hơn nữa trên nghinh quân đài, tất cả văn võ bá quan đều mắt lạnh nhìn mình, phía dưới còn có 800.000 tướng sĩ, nếu quỳ xuống, đời này còn có mặt mũi gặp người sao? Cả người hắn nhất thời run cầm cập lên, trên mặt không có một chút màu máu nào. Mau mau quỳ xuống, mọi người đều đang đợi ngươi. Nguyên Hạo lạnh giọng quát lên. Vì một mình ngươi làm lỡ nhiều thời giờ như thế, nếu không nhanh nữa, ta liền để Tô Tường giúp một chút ngươi. Khuôn mặt Tôn Chính Tông trắng bệch, cắn chặt môi, cả người run lẩy bẩy. Xèo, xèo. Tô Tường nhẹ nhàng điểm một cái, hai tiếng xé gió xẹt qua, dồn dập đánh vào đầu gối Tôn Chính Tông, nhất thời tuôn ra hai tia tiên huyết. Dưới chân của Tôn Chính Tông bị đau, dầm một tiếng liền quỳ xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình dường như chịu đến một nguồn sức mạnh dẫn dắt, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu năm ngón tay thành chảo, cách không ấn vào đầu của hắn, quát lên. Cái thứ nhất, để ngươi ở trước mặt ta hung hăng. Đùng. Trên đất trực tiếp bắn tung tóe ra một đoàn máu, Tôn Chính Tông bị ép dập đầu, hắn sợ hãi phát hiện vô luận mình làm như thế nào, cũng không tránh thoát được lực lượng vô hình kia. Ngay cả con ngươi của Tô Tường cũng thu nhỏ lại, thầm giật mình không nổi, tu vi võ đạo của thiếu niên này nhìn qua cũng không phải tam tinh võ sư đơn giản như vậy a. Cái thứ hai, để ngươi vơ vét hơn nửa tài vật của Lý gia ta. Đùng. Lần này đập cho nghênh quân đài chấn động một hồi, Tôn Chính Tông đã mặt đầy máu tươi, kỳ quái chính là còn không ngất đi. Cái thứ ba, để ngươi. Vân Tiêu. Lý Thuần Dương ở một bên thực sự không nhìn nổi. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra sát khí, một lần cuối kia, sợ là Tôn Chính Tông ngay cả mệnh cũng không còn, hắn vội vàng ngăn lại. Quên đi, nếu không có hắn những năm này vào ở Lý gia chúng ta, sợ là trần thúc của ngươi sớm đã chết rồi. Tha hắn đi. Lý Vân Tiêu hơi do dự một chút, thầm nghĩ không cần phải vì loại người như vậy, mà tìm phiền phức cho mình, liền một cước đá bay hắn đi, hừ lạnh nói. Nếu muốn nhục người, phải có tâm lý bị người nhục. Hôm nay xem ở mặt mũi lão gia tử, tha cho ngươi một mạng. Tự ngươi lo lấy đi. Tôn Chính Tông mặt đầy máu tươi co ở trong góc, như bùn nhão không nhúc nhích, trên trán từ lâu là máu thịt be bét, khuôn mặt khó phân biệt. Nội tâm càng như đao cắt, cả người triệt để thất thần nằm trên mặt đất, không có bất kỳ thần thái. Trải qua sự kiện hôm nay, đời này là không còn cách nào ngẩng đầu lên làm người. Nguyên Hạo cũng lạnh giọng thóa mạ nói. Vân Tiêu đại sư không cần cùng loại tiểu nhân này nói nhiều, đầu tiên là nói xấu đại sư, sau đó cố ý xảo quyệt ra đề mục, cuối cùng thua chơi xấu, quả thực mất hết mặt mũi của thuật luyện sư chúng ta. Tường đổ mọi người đẩy, lòng người dễ thay đổi, đối với Tôn Chính Tông, tất cả mọi người là không ai đi liếc mắt nhìn, giống như một con chó nằm nhoài một góc. Nguyên Hạo nhẹ nhàng từ trong giới chỉ lấy ra một vật, đi lên trước đưa cho Lý Vân Tiêu, khẽ cười nói. Hôm nay một lần thử thách, đã chứng minh Vân Tiêu đại sư là cấp 3 hàng thật đúng giá. Ta chính là người chuyên phụ trách sát hạch của Hỏa Ô Đế Quốc Thuật Luyện Sư Công Hội, nơi này là huy chương cấp 3, kính xin Vân Tiêu đại sư nhận lấy. Bên trong nằm một huy chương không phải vàng không phải ngọc, Lý Vân Tiêu thu lại, cười nói. Đa tạ Nguyên Hạo đại sư. Trong mắt Nguyên Hạo cũng lướt qua vẻ vui mừng, nghiêm nghị nói. Vân Tiêu đại sư chính là nhân vật thiên tài nhất mà ta bình sinh nhìn thấy, thành tựu không thể đo lường. Hôm nay tại Thiên Thủy Quốc này, có thể ban phát huy chương thuật luyện sư cấp 3 cho Vân Tiêu đại sư, chính là vinh hạnh của Nguyên Hạo. Hắn nói vô cùng thành khẩn, đồng thời tin chắc thành tựu ngày sau của Lý Vân Tiêu, tất nhiên sẽ đạt đến độ cao mà bọn họ ngước nhìn. Mình hôm nay làm, bao nhiêu cũng có chút tâm ý kết giao. Lý Vân Tiêu cười nói. Nguyên Hạo đại sư quá khen. Các người gọi ta đại sư, ta thực sự không quen, vẫn là gọi tên ta a. Vương Thần cũng không nhịn được tiến lên phía trước nói. Vân Thiếu, luận tuổi tác, người so với ta còn trẻ,
thật hy vọng có thể ở lại Thiên Thủy Quốc, hảo hảo cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Lý Vân Tiêu đánh giá hắn vài lần, cười nói. Ngươi là đồ đệ của Dương Địch, hiện tại Dương Địch có khỏe không? Vương Thần sững sờ, lập tức trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn suy đoán Lý Vân Tiêu tất nhiên là đồ đệ của Quân Như Vân, nếu thật sự là như thế, như vậy thời điểm xưng hô Dương Địch, làm sao cũng nên kêu sư thúc, nào có gọi thẳng tên húy như thế. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, lại như bạn cũ thăm hỏi, lẽ nào hắn cùng sư tôn là bạn tốt? Nhưng cái tuổi đời này, hắn đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, chỉ có thể ôm quyền nói. Vẫn khỏe, sư tôn ở mấy tháng trước đi về Hóa Thần Hải. Ồ, Lý Vân Tiêu sững sờ, đại hỉ cười nói. Ha ha, chẳng lẽ hắn có chắc chắn xung kích cấp 7? Vương Thần cười nói. Phải, sư phụ cũng là người của Thiên Thủy Quốc, những năm gần đây ta vẫn muốn đến quê hương của sư phụ nhìn một chút. Hôm nay mới có thể toại nguyện. Ánh mắt của hắn xoay một cái, đột nhiên nói. Nghe nói lúc trước khi sư phụ rời đi Thiên Thủy Quốc, đã từng lưu lại một bức tranh, nói là nếu như có người phá giải, liền có thể yêu cầu hắn làm một chuyện tùy ý. Không biết bức tranh này còn tại Thiên Thủy Quốc không? Ta vẫn luôn muốn nhìn qua, nhìn có vận may này hay không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Còn có chuyện như vậy? Nguyên Hạo cũng là một trận ngạc nhiên, không thể tin nói. Chuyện này ngươi cũng không biết. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn tới bốn phía, lúc này Trương Thanh Phàm liền vội vàng nói. Vân Tiêu đại sư, thật có việc này. Bức tranh đó hiện tại còn cất ở trong Hoàng Cung, chính là trấn quốc chi bảo của Thiên Thủy Quốc ta. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Dương Địch lúc nào học vẽ tranh nhỉ? Trương Thanh Phàm cười nói. Bức họa này cũng không phải là Dương Địch đại nhân vẽ, mà là xuất từ tay ân sư của Phi Dương đại nhân. Ngày đó Dương Địch đại nhân từng nói, ngày xưa ngộ tính của hắn cực kém, cổ Phi Dương đại nhân trong cơn tức giận tiện tay vẽ bức họa này ném cho hắn. Trong mười mấy năm sau, Dương Địch đại nhân vẫn tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó, vì vậy từng nói, nếu như có người có thể tham phá huyền cơ, sẽ đồng ý vì người kia làm bất luận một việc gì đủ khả năng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên gõ gõ đầu mình, cau mày đăm chiêu không ngớt, thầm nghĩ, có chuyện này sao? Sao ta không nhớ rõ nhỉ? Tần Chính vẫn không nói lời nào đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thực bức tranh này chấm vẫn thu ở trên người, lúc không có chuyện gì làm đều sẽ lấy ra nhìn, hy vọng có thể nhìn thấu huyền cơ, nhưng đáng tiếc. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ, cho người tại chỗ mở ra. Hai tên thái giám cẩn thận từng ly từng tí kéo bức tranh, bày ra ở trên nghênh quân đài, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Lý Vân Tiêu vừa nhìn, nhất thời đầu óc phát mộng. Không nhịn được điên cuồng cười to lên, suýt chút nữa cười đau xốc hông, liều mạng nắm lấy lan can, cười to không ngừng. Đó là một bức tranh sơn thủy, trung ương là một ngọn núi chính, đỉnh nhọn xuyên vân. Sườn núi có từng đóa bạch vân, thật giống như từ từ bay động, cấp độ rất nhiều, lại cực kỳ nhu hòa. Bên trái có một thác nước buông xuống, thanh thủy xuyên thạch mà qua, như nghe tiếng nước, chứng tỏ họa sĩ bút lực cực cao. Trên dưới hai khối trống của bức họa, còn phân biệt viết hai câu thơ. Nguyên Hạo thở dài nói. Cổ Phi Dương đại nhân thật là tài năng ngút trời, không chỉ võ đạo đỉnh cao, hơn nữa độc xuyên các loại thuật luyện thủ pháp, cầm kỳ thư họa cũng không gì không biết, bức họa này trình độ cực cao, chỉ riêng về họa sĩ mà nói, cũng đã là cao cấp nhất. Vương Thần cũng đồng dạng gật đầu không ngớt, hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, ngạc nhiên nói. Vân Thiếu đây là cớ gì? Chẳng lẽ ngươi biết huyền cơ trong đó? Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy một cái, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Nếu như có thể hiểu huyền cơ, liền để cho Dương Địch tùy ý làm một sự tình đủ khả năng, đây chính là ơn huệ lớn bằng trời a. Cũng đúng là như thế, Tần Chính mới ngày ngày thu ở bên người, không có chuyện gì liền lấy ra tìm hiểu, nhưng mấy chục năm qua vẫn không có kết quả. Lý Vân Tiêu đang cố nín cười, nhưng vẫn là ha ha liên tục. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở trên người mình mạnh mẽ điểm mấy huyệt vị, lúc này mới chậm rãi ngừng cười to, nói. Không, ha ha, không, ha ha, thật không tiện, ha ha, ta thất thố, ha ha ha. Nguyên Hạo một mặt cười khổ nói. Vân Thiếu, này thật sự mắc cười như vậy sao? Hắn nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra nơi nào đáng cười. Lý Vân Tiêu trắng trợn không kiêng dè cười lớn một lúc này mới ôm bụng. Chỉ vào mấy câu thơ cười nói.
các ngươi cẩn thận đọc nhiều mấy lần, ha ha, Dương Địch cũng không sợ mất mặt, ha ha. Vương Thần biến sắc, trong mắt hiện ra một tia giận dữ, quát lên. Vân Thiếu, đừng vội chửi bới gia sư. Nhưng Nguyên Hạo lại cẩn thận nhìn hai câu thơ, bắt đầu nhẹ giọng đọc lên. Dương Liễu Thanh Thanh Uyển Địa Thùy, Địch Oán Liễu Yên Muộn Vân Quy. Sa Trường Phong Hỏa Liên Hồ Nguyệt, Mạo Chuyển Kim Lăng Tuyết Diện Hồi. Hắn ngừng một trận, cũng không có phát hiện cái gì đáng cười. Liền đưa mắt nhìn bài thơ phía dưới, tiếp tục thì thầm. Cố nhân kim dĩ phú trường dương, khí khước tây nhung hồi bắc địch. Nhật mộ hương quan hà sử thị, ba trung đích lịch thiên kim châu. Này, này có cái gì không đúng sao? Ở đây không ít văn thần cũng dồn dập trở nên trầm tư, muốn xem ra trong đó huyền bí, nhưng từng cái lộ ra khổ não. Lạc Vân Thường cũng ngâm khẽ, nhưng như cũ cau mày không rõ. Lý Vân Tiêu cười một hồi, híp mắt không nói. Ngoá, rốt cuộc là ý gì, tiểu tử ngươi mau mau nói ra. Lý Thuần Dương rốt cuộc không nhịn được mắng. Nếu không nói chém chết ngươi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới cười nói. Chư vị ngẫm lại hai bài thơ này là Cổ Phi Dương ở dưới trạng thái gì viết ra. Mọi người trầm mặc một lúc, Vương Thần mới mở miệng nói. Đệ tử ngộ tính quá kém, tất nhiên tâm tình không tốt. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái, cười nói. Đâu chỉ là tâm tình không tốt, quả thực là muốn tại chỗ mắng người. Nhưng Cổ Phi Dương tài hoa tuyệt thế, đương nhiên sẽ không như bát phụ mắng to. Các ngươi nhìn chữ thứ nhất của bài thơ thứ nhất, còn có chữ cuối của bài thơ thứ hai. Mọi người vội vàng quay đầu đi nhìn hai bài thơ này, Vương Thần nhẹ nhàng nói ra. Dương, địch, sa, mạo. Dương, địch, là, châu. Ha ha. Lý Vân Tiêu cười to lên. Vương Đại Sư nói không sai, hai bài thơ này nói chính là, Dương địch ngu đần, cùng, Dương địch là chư. Ha ha. Tất cả mọi người dại ra tại chỗ, chuyện này. Vương Thần hoàn toàn biến sắc, đang muốn quát mắng, nhưng ý niệm xoay một cái, hai câu này vừa nãy chính là tự mình nói ra, vội vàng che miệng lại. A, Tần Chính cũng triệt để dại ra, mình tìm hiểu nhiều năm, các loại ý nghĩ đều từng thử, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Nguyên Hạo càng là vẻ mặt cổ quái, ngượng ngùng nở nụ cười, tuy rằng đáp án đi ra, thế nhưng đáp án này không ai dám đọc lên. Chỉ buồn cười nói. Hóa ra là có chuyện như vậy, ha ha. Vương Thần có chút không biết làm sao. Cái này, đáp án này cũng không biết là đúng hay sai, chờ ta hồi bẩm gia sư, nếu Vân Thiếu trả lời đúng, đến lúc đó gia sư tự nhiên sẽ thay ngươi làm một sự tình đủ khả năng. Kỳ thực giờ khắc này trong lòng hắn đã vạn phần khẳng định chính là đáp án như thế, nhưng không thể ở trước mặt nhiều người nói đáp án chính xác. Không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói ra như vậy. Người còn lại đều chấn động trong lòng, một mặt ước ao nhìn Lý Vân Tiêu. Có thể để cho Dương Địch tùy ý làm một chuyện, đây chính là thiên đại cơ duyên a. Tần Dương hoàn toàn biến sắc, con người đảo một vòng, lập tức đứng dậy cười nói. Vân Thiếu, ngươi thật là kiêu ngạo của thiên thủy quốc chúng ta. Nếu như ngày khác ta có thể may mắn trở thành quốc gia chi chủ, tất nhiên sẽ đem Như Tuyết muội muội gả cho ngươi. Đồng thời phong ngươi làm vương gia khác họ, đời đời thế tập. Lần này không thể nghi ngờ là cho thấy mời chào tâm ý, hơn nữa khai điều kiện cao đến khiến người ta tặc lưỡi. Tần Nguyệt biến sắc, không nghĩ tới Tần Dương đột nhiên sẽ dùng một chiêu như thế. Hiện tại văn võ đại thần đều rõ ràng trong lòng, vị trí thái tử tương lai hoàn toàn ngay ở một câu nói của Lý Vân Tiêu. Không chỉ được ba vị thuật luyện sư cấp 4 hảo cảm cùng kết giao. Hơn nữa còn có cơ hội để Dương Địch ra tay làm một chuyện, cộng thêm 800.000 đại quân dưới nghênh quân đài, tất cả những thứ này đủ để áp đảo tất cả thẻ đánh bạc. Tần Nguyệt giận tím mặt, đang muốn cho thấy cõi lòng của mình, lại đột nhiên sửng sốt, phong thưởng vương khác họ đã cao hơn tất cả phong thưởng, không còn cao hơn cái này a. Mà đem Như Tuyết gả cho hắn, càng là trực tiếp cùng vương thất thông gia, cũng không có thủ đoạn nào tốt hơn. Nhưng Tần Như Tuyết lại giận dỗi, khuôn mặt đỏ chót. Cả giận nói. Tần Dương, việc kết hôn của ta dựa vào cái gì ngươi làm chủ? Tần Dương cười ha ha. Như Tuyết muội muội, toàn bộ thiên thủy quốc là tìm không ra nam tử ưu tú hơn Vân Thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua hay sao? Tần Nguyệt gấp đến lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn thật sợ Lý Vân Tiêu không chịu nổi mê hoặc, đột nhiên nói. Vân Thiếu, nếu như ta đăng cơ, cho ngươi phong thưởng chỉ nhiều không ít.
Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ là ánh mắt cấp thiết cùng khẩn cầu nhìn hắn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Như Tuyết, ngươi xem hai ca ca của ngươi, cái nào làm quốc vương tốt hơn? Tần Như Tuyết cáu giận nói. Cái nào cũng không tốt. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Này thì khó rồi, ngươi còn có huynh đệ nào không? Tần Dương Tần Nguyệt vừa nghe, nhất thời sốt sắng, đồng thời hô. Như Tuyết. Tần Như Tuyết ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu làm khó dễ, trong lòng nhất thời ngọt ngào, chuyện quan trọng như vậy, hắn lại hỏi dò ý kiến của ta. Chẳng lẽ, nàng có chút không dám nghĩ tới, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Tần Dương vội la lên. Như Tuyết, nếu như ca đăng cơ, lập tức phong ngươi là Thái Bình công chúa, địa vị ở dưới một người, trên vạn người. Tần Như Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, theo bản năng ưỡn ngực, giận dữ hét. Ngươi mới là Thái Bình công chúa, tuy rằng Tần Nguyệt ca ca cũng khốn nạn, nhưng ít ra so với ngươi còn tốt. Lý Vân Tiêu cười to không thôi, lúc này mới đi lên trước, ở trước mặt Tần Chính cười nói. Bệ hạ, thiên hạ này không có hoàng đế vĩnh viễn, kính xin thoái vị nhượng hiền cho Tần Nguyệt điện hạ đi. Tần Dương biến sắc, mặt xám như cho tàn, Tần Nguyệt thì đại hỉ, kích động xoa hai tay. Trong mắt phần đục của Tần Chính bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, tâm kết trong lòng tựa hồ vào đúng lúc này cũng đột nhiên mở ra, cả người có loại cảm giác tươi cười rạng rỡ, hắn nói với Lý Vân Tiêu. Tần Nguyệt có người ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm đem Thiên Thủy Quốc giao cho hắn. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Lý Vân Tiêu nói. Bệ hạ mời nói. Tần Chính liếc mắt nhìn Tần Dương sắc mặt tái nhợt, thở dài nói. Sau này bất luận làm sao, đều phải bảo vệ Dương Nhi một mạng. Ta sợ sau khi ta chết, các ngươi liền trực tiếp để hắn theo ta mà đi. Nhà đế vương tàn khốc, chính hắn cũng trải qua. Sở dĩ hắn không hướng về Tần Nguyệt yêu cầu, là bởi vì hắn rõ ràng nhà đế vương, xưa nay đều sẽ không nói tín dụng gì, chỉ có quyền trí thượng. Mà ngăn ngắn tiếp xúc một quãng thời gian, trực giác nói cho hắn, Lý Vân Tiêu là người đáng tin cậy. Thân thể Tần Dương khẽ run lên, không thể tin tưởng nhìn Tần Chính. Đột nhiên nội tâm tuôn ra một loại tâm ý hổ thẹn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta rõ ràng, ta đáp ứng ngươi. Lúc này Tần Chính mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiện tại ta chính thức tuyên bố. Toàn bộ nghênh quân đài, tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ngừng thở, chờ đợi thời khắc này đến. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía chân trời truyền đến một trận tiếng ầm ầm, tất cả mọi người đều hơi nhướng mày, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy chân trời hiện ra ba điểm đen nhỏ, càng lúc càng lớn, đang hướng bên này lái tới. Nguyên Hạo hơi nhướng mày, hai mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói. Đó là... Tần Dương đột nhiên nhảy lên, mừng như điên cười to nói. Ha ha, rốt cục đến rồi. Tần Nguyệt, ta xem ngươi làm sao cùng ta tranh. Hắn chờ đợi lá bài tẩy rốt cục xuất hiện. Mí mắt Tần Nguyệt giật lên, một loại cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Văn võ bá quan cũng một trận té xỉu, truyền thừa vương vị liền gian nan như vậy sao? Đã có biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới còn chưa chơi xong. Sắc mặt Tần Chính cũng dần dần chìm xuống, lạnh lùng nhìn ba điểm đen kia đến. Chờ đến gần rồi, lúc này mọi người mới phát hiện dĩ nhiên là ba chiếc chiến xa trôi nổi. Quanh thân chiến xa phân biệt ấn một chữ chu, rồng bay phượng múa, rất khí phách, tựa hồ là biểu tượng của một gia tộc. Nguyên Hạo ngâm tiếng nói. Quả nhiên, chiến xa trôi nổi chính là chiến khí cao cấp của Hỏa Ô Đế Quốc, chỉ có thuật luyện sư cấp 4 mới có thể luyện chế, cực kỳ quý giá. Chỉ có một ít trọng thần quyền quý của đế quốc mới có tư cách nắm giữ, hiện tại lập tức liền xuất hiện 3 chiếc, hơn nữa mặt trên ấn tộc hào gia tộc, trong lòng văn võ bá quan ở đây đều cả kinh. Làm sao bọn họ cũng tới? Trong lòng Tần Nguyệt đột nhiên chìm xuống, sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Lần lượt đại hỉ đại bi. Sóng lên sóng xuống, để thần kinh của hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. Chiến xa kia chậm rãi bay tới nghênh quân đài, lúc này mới trôi nổi ngừng lại, một bong tàu bằng đồng thau to lớn từ trên chiến xa chậm rãi duỗi ra, ầm ầm rơi vào trên nghênh quân đài. Trên chiến xa, một loạt binh sĩ giáp vàng chói lọi uy vũ đứng hai bên, trên người tản mát ra khí thế dĩ nhiên tất cả đều là võ sư. Một đám người chậm rãi bước ra, từ trên bong thuyền đồng thau đi xuống. Nam tử cầm đầu nhẹ lay động quạt giấy, mặt mỉm cười, lãnh ngạo biểu hiện ở trên mặt,
tựa hồ căn bản không đem bất luận người nào để trong mắt. Ngọc Sơn công tử, người rốt cục đến rồi. Tần Dương vội vàng tiến lên nghênh tiếp, phảng phất nhìn thấy đại cứu tinh, kích động đến sắp không xong rồi, hắn hướng trên chiến xa nhìn ngó. Dương Tiêu đại nhân có đến không? Chu Ngọc Sơn hơi nhướng mày, quạt giấy trong tay vỗ một cái cất đi, lộ ra một tia không vui, lãnh đạm nói. Chút chuyện nhỏ này lẽ nào cũng phải phụ thân ta ra tay. Tần Dương vội vã khom lưng nói. Không cần, không cần, có Ngọc Sơn công tử đứng ra, đã đầy đủ. Chu Ngọc Sơn nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, tựa hồ mình đến đã cho hắn đủ mặt mũi. Hắn một chân đạp lên nghênh quân đài, liếc mắt nhìn về toàn trường một lần, tất cả đều là vẻ mặt kính nể cùng sợ hãi, để hắn hiện ra một nụ cười, nội tâm hết sức thỏa mãn. Đột nhiên vài ánh mắt hờ hững coi thường để hắn cực không thoải mái, dĩ nhiên có người dám không ngưỡng mộ sự tồn tại của ta. Ánh mắt của hắn phát lạnh, hướng những người kia nhìn sang, nhất thời mí mắt giật lên, thất thanh nói. Nguyên Hạo đại sư, làm sao ngươi cũng ở đây? Ngoại trừ Nguyên Hạo ra, còn có vương thần hắn cũng nhận thức, đang một mặt cười gần theo dõi hắn. Bên cạnh còn có mấy người, tuy rằng hắn không quen biết, nhưng từ loại khí chất trên người kia, cũng là thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Làm sao hội tụ nhiều thuật luyện sư như vậy? Nguyên Hạo hơi mỉm cười nói. Hóa ra là Ngọc Sơn công tử, lão hủ đến Thiên Thủy Quốc bàn bạc công sự. Công sự? Chu Ngọc Sơn hơi nhướng mày, Nguyên Hạo cái gọi là công sự, chính là chuyện của thuật luyện sư công hội. Tuy rằng hắn địa vị tôn sùng, hơn nữa bình thường cũng không coi ai ra gì, nhưng thuật luyện sư công hội còn không dám không để vào mắt. Liền Hữu Hảo nói, ta đến là vì một chút việc nhỏ, xong liền đi, không dám làm phiền mấy vị đại sư. Hắn quay đầu nhìn về phía văn võ bá quan của Thiên Thủy Quốc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tần Chính, khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, ngẩng đầu lên ngạo nhiên hô một tiếng. Tần Chính. Một tiếng kêu gọi này, thật giống như kẻ bề trên dặn dò đối với thuộc hạ. Trong mắt Tần Chính lóe ra một chút tức giận, nhưng không dám nổi giận, trầm giọng nói. Ngọc Sơn công tử gọi chấm, vì chuyện gì? Chấm. Chu Ngọc Sơn ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở trước mặt bản công tử, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ của Hỏa Ô đế quốc, thì không ai dám tự xưng là chấm. Có điều nể tình ngươi tuổi tác đã cao, cũng thôi. Hôm nay tới đây là vì sự tình thái tử Thiên Thủy Quốc, Tần Dương không tệ, vị trí thái tử để hắn làm. Tần Chính tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, lạnh lùng nhìn Tần Dương một chút, lúc này mới lạnh lùng nói. Ngọc Sơn công tử, sự tình thái tử chính là việc quốc nội của Thiên Thủy Quốc, cùng công tử không quan hệ. Huống hồ thái tử ta đã lập rồi, chính là con trai của ta Tần Nguyệt. Hắn ở dưới ánh mắt lạnh như băng của Chu Ngọc Sơn, liều mạng bỏ ra âm thanh vang dội, cao giọng quát lên. Hiện tại ta tuyên bố, Thiên Thủy Quốc thái tử là Tần Nguyệt. Ta chính thức thoái vị, sau 3 ngày liền cử hành đăng cơ đại điển. Vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Tần Nguyệt điện hạ vạn tuế. Mấy trăm ngàn đại quân nhất thời cao giọng hô to lên, thanh vào mây trời, vang vọng thiên địa. Tần Nguyệt càng là kích động tột đỉnh, đột nhiên quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói. Phụ vương, hài nhi, hài nhi. Tần Chính khẽ mỉm cười, vỗ trán của hắn nói. Đứng lên đi, sau 3 ngày ngươi chính là quốc vương của Thiên Thủy Quốc, làm sao có thể lộ ra dáng vẻ mềm yếu. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Dương mặt trắng xám, lạnh giọng nói. Nguyên bản ta càng thêm yêu quý ngươi, nhưng ngươi cấu kết người ngoài. Can thiệp nội chính Thiên Thủy Quốc ta, đây là ta tuyệt đối không thể cho phép. Chu Ngọc Sơn bị tiếng hô to của đại quân làm giật mình, chỉ vào Tần Chính giận dữ nói. Lão thất phu, ngươi dám làm trái ý ta. Tần Chính lạnh lùng theo dõi hắn, miệt thị cười nói. Nội vụ của Thiên Thủy Quốc, tự có ta đến quyết định. Chu Ngọc Sơn, nếu là phụ thân ngươi tới đây, ta còn có mấy phần kính nể. Còn ngươi, hừ, mời trở về đi. Ngươi, lão thất phu. Chu Ngọc Sơn tức giận đến cả người run, trên người sát khí ác liệt quát lên. Được, nếu ngươi muốn khư khư cố chấp, vậy ta ngược lại muốn xem, thái tử của ngươi chết rồi, xem ngươi lập ai. Đây là công nhiên uy hiếp, Tần Chính giận dữ. Dĩ nhiên ở một quốc gia, ngay trước mặt 800.000 đại quân công nhiên uy hiếp muốn giết vương chữ. Đột nhiên một thanh âm cực không hòa hài truyền đến. Này là hầu tử ở đâu chạy tới? Thật giống như rất lợi hại a. Ai,
là ai đang nói chuyện? Chu Ngọc Sơn đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ quát. Ha ha! Vương Thần cười nói. Hỏa ô đế quốc Chu gia đại công tử, ỷ vào gia thế hiển hách, bình thường chính là dáng vẻ đạo đức như thế, Vân Thiếu đừng trách móc. Lý Vân Tiêu chợt nói. Ồ, hóa ra là con ông cháu cha, chẳng trách mũi vỉnh lên trời, hắn không sợ thời điểm trời mưa nước mưa rơi vào sao. Ha ha! Vương Thần vỗ tay cười to lên. Vân Thiếu thật là hài hước, có điều nói ngược lại cũng đúng. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều là lỗ mũi hướng lên, không biết nước mưa có vào chưa. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lỗ mũi vào nước chưa ta không biết, nhưng đầu óc khẳng định là có nước tiến vào. Ha ha! Vương Thần càng là trắng trợn không kiêng dè cười to lên, hắn đầy mặt đều là vẻ châm chọc nhìn chằm chằm Chu Ngọc Sơn, tựa hồ hai người này lúc trước có ân oán. Vương Thần! Chu Ngọc Sơn tức điên, ánh mắt lại rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Còn có ngươi tên tiểu xúc sinh này, dám cười ta, muốn chết. Bóng người hắn đột nhiên lóe lên, liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, quạt giấy như vũ khí hướng trên đầu Lý Vân Tiêu đặt xuống, không có lưu tình chút nào. Không trung trực tiếp mang ra một ánh lửa, như hỏa long rơi rụng xuống, đây là một chiêu tất sát. Một bên Lý Thuần Dương giật nảy cả mình, đang muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy một bóng người so với hắn còn muốn mau lẹ xông lên, một thanh chiến phủ phóng to trên nghinh quân đài, mạnh mẽ chém vào quạt giấy, rung ra ánh lửa kinh người. Quạt giấy kia hiển nhiên cũng là vật phi phàm, bị chiến phủ oanh kích dĩ nhiên không có rách. Con người của Chu Ngọc Sơn co rụt lại, đột nhiên lùi về sau, nhìn bóng người lãnh diễm rơi xuống từ trên không, cầm trong tay chiến phủ che ở trước người Lý Vân Tiêu. Trong lòng Chu Ngọc Sơn cả kinh. Nhìn gương mặt kia hơi có chút dại ra một hồi, có người dám ra tay ngăn cản hắn, bất quá sau khi nhìn kỹ, cả kinh nói. Ngươi là ai, ngũ tinh vũ quân? Chiến phủ trong tay Lạc Vân Thường hóa thành hình thái tí hon cất đi, lãnh đạm nói. Lão sư Già Lam học viện. Chu Ngọc Sơn nói. Già Lam học viện, nghe qua, ngươi tên là gì, vì sao che chở người này? Ngươi có biết theo ta đối nghịch, chính là chắc chắn phải chết. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, cảm thấy người này rất phiền, không đáng phản ứng, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Không có chuyện gì, tuy tên kia cũng là vũ quân, nhưng muốn thương tổn ta còn có chút độ khó. Tuy hắn đánh không lại, nhưng muốn né tránh, vẫn là không thành vấn đề. Lúc này Lạc Vân Thường mới khẽ gật đầu nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chu Ngọc Sơn thấy hai người hoàn toàn không nhìn mình, trên mặt soạt một hồi trắng bệch như tờ giấy, tức giận sôi lên, cả giận nói. Tiểu tử, có gan chớ trốn ở sau nữ nhân, đi ra theo ta đấu một trận. Một mình đấu. Lý Vân Tiêu không nói gì châm chọc nói. Ngươi một tên ngũ tinh vũ quân, theo ta một ba sao võ sư một mình đấu. Ngọc Sơn huynh, da mặt của ngươi dày có thể xây tường thành rồi. Chu Ngọc Sơn mặt đỏ lên. Lập tức lạnh rên một tiếng, đem quạt giấy mở ra, giả vờ phong nhã nói. Không dám cứ việc nói thẳng, chỉ cần quỳ xuống dập đầu đến khi ta hài lòng mới thôi, liền tha ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Một mình đấu ta không sợ, ta chỉ sợ ra mặt của ngươi dày không đánh vào được, vậy ngươi há không phải đứng ở thế bất bại sao? Ha ha! Vương Thần lần thứ hai cười to lên, vỗ tay nói. Vân Thiếu ví dụ thật diệu. Xem ra sau này giao thủ với hắn cũng phải đề phòng. Kẻ này sợ là nắm giữ ra mặt phòng ngự mạnh nhất hỏa ô đế quốc, ha ha. Chu Ngọc Sơn rốt cục bạo nộ rồi, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát lên. Giết tiểu tử này. Vâng. Một thanh âm cực kỳ nhỏ từ phía sau hắn truyền đến, một nam tử mặc áo đen từ trong trường bào đứng dậy, phảng phất như là hồn ma bay về phía Lý Vân Tiêu. Đột nhiên con người của Lạc Vân Thường co rụt lại, chiến phủ ầm ầm ra tay. Lại bị nam tử kia nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời thu nhỏ bay trở về hình thái bình thường, hạ xuống trong tay nàng. Vũ Vương! Lạc Vân Thường cả kinh, song trưởng vỗ tới, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trên bả vai đồng thời bị đối phương vỗ một cái, nhất thời hai cánh tay mất đi khí lực, buông xuống. Hừ, muốn thương tổn tôn nhi của ta, hỏi ta trước đã. Lý Thuần Dương hét lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tuôn ra, bước ra một cước. Toàn bộ nghênh quân đài kịch liệt run lên. Hắn múa song quyền, như hai hỏa cầu lớn bay về phía nam tử mặc áo đen.
Một tinh vũ vương mà thôi, đi. Nam tử mặc áo đen kia khinh bỉ hừ một tiếng, đẩy ra song trưởng, hai đạo kình phong phá không mà lên, ầm ầm ngăn chặn hai cái hỏa cầu, đột nhiên chấn động trở lại. Lý Thuần Dương kinh hãi, vội vàng nghiêng người lóe lên. Hai hỏa cầu kia trực tiếp đánh vào trên nghinh quân đài, trong nháy mắt oanh sụp hơn nửa nghinh quân đài, hỏa diễm rớt xuống, càng là ở dưới đáy thiêu đốt lên. Tiêu Khinh Vương vẫn lẳng lặng ở dưới đài nhìn, bỗng nhiên con người áp xúc, nhẹ nhàng vỗ thân ngựa, cả người phóng lên trời, cấp tốc bay vào giữa nghinh quân đài, một quyền đánh ra tám đạo kình khí, ở trên không rít gào ra tiếng long ngâm vô hình, hướng nam tử mặc áo đen kia nổ xuống. Bát Tinh Vũ Vương, Tiêu Khinh Vương. Nam tử mặc áo đen kia cả kinh, không dám bất cẩn, hai tay vội vàng ở trước ngực vẽ một vòng tròn, từng đạo hào quang màu vàng từ trong song quyền bắn nhanh ra, đột nhiên đón lấy kình khí long ngâm kia. Oanh! Trên nghinh quân đài ầm ầm nổ tung, rất nhiều văn võ bá quan trực tiếp từ trên đài ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều võ giả dồn dập bảo hộ ở trước mặt đám người Tần Chính, nhưng đối mặt Vũ Vương cường giả đối kháng, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, rất sợ tai bay vạ gió. Ở dưới hai tên Vũ Vương chiến đấu, toàn bộ nghinh quân đài đổ nát, bắt đầu gãy vỡ. Nguyên Hạo biến sắc, quát khẽ. Tô Tường. Biết, Nguyên Hạo đại sư. Tô Tường mở miệng nói, trong ánh mắt nguyên bản lười biếng bắt đầu lộ ra một tia tinh mang, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng đạp ở trung tâm nghinh quân đài, nhất thời thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình từ trên người hắn kích thích ra, đem toàn bộ nghinh quân đài sắp đổ nát chống lại vững chắc. Vũ Tông. Tiêu Khinh Vương cùng nam tử mặc áo đen kia đều cả kinh, dồn dập dừng tay lùi lại hai bên, vạn phần kiêng kỵ nhìn đối phương, không dám cử động nữa. Sắc mặt Chu Ngọc Sơn đột nhiên đại biến, khó coi đến cực điểm nói. Nguyên Hạo đại sư, người cũng muốn nhúng tay vào chuyện của ta sao? Nguyên Hạo nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là không muốn té xuống mà thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mở miệng cười nói. Không phải là muốn cùng ta một mình đấu sao? Cần phải làm ra động tĩnh như vậy. Muốn một mình đấu, ta tác thành ngươi, có điều thời gian định sau 3 tháng, địa điểm do ngươi. Vân Tiêu. Lạc Vân Thường kinh hãi, ngơ ngác nhìn hắn. Đối phương là ngũ tinh vũ quân, thời gian 3 tháng làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chu Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt của Lạc Vân Thường, càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi nói. Sau 3 tháng, trên kim ô lôi thần thai của Hỏa Ô Đế Quốc, ta muốn cho ngươi ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, cầu ta tha mạng cho ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn Lạc Vân Thường một chút, cười gằn nói. Còn có nữ nhân này, nếu ngươi thua rồi, nàng chính là của ta. Lạc Vân Thường biến sắc, giận tím mặt. Lý Vân Tiêu cũng có chút không tìm được manh mối, ngạc nhiên nói. Chưa nói tới thắng thua, Vân Thường thuộc về ai, liên quan gì tới ta? Trên mặt Chu Ngọc Sơn xuất hiện một tia tùy tiện, cười lạnh nói. Còn ở trước mặt ta trang, bản công tử duyệt nữ vô số, vừa nãy nàng nhìn ngươi, loại biểu hiện quan tâm kia, chẳng lẽ ta không nhìn ra nàng đối với ngươi có ý tứ? Hừ, mỹ nhân như vậy, người có tài thì được. Ngươi cái cóc khẻ này, ăn được sao? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn Lạc Vân Thường nổi giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc Vân Thường càng là giận không nhịn nổi, chiến phủ ra tay, đột nhiên đánh tới. Lần này nàng là dùng toàn lực, một chiêu oanh xuống, như mặt trời hạ lạc. Chu Ngọc Sơn cũng cả kinh, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như thế. Đều là ngũ tinh vũ quân, hắn ngược lại cũng không sợ, đang muốn ra tay, đã thấy Tô Tường nhẹ nhàng dùng tay vồ một cái, nhất thời đem chiến phủ kia nắm ở trong tay, hết thảy ánh sáng trong nháy mắt biến mất, hắn từ tốn nói. Đánh tiếp nữa, nghênh quân đài sẽ sập. Ha ha! Chu Ngọc Sơn nhìn Lạc Vân Thường, liếm môi một cái, cười gằn nói. Thật là một quả ớt nhỏ, bản công tử thích. Sau 3 tháng lại hàng phục ngươi, chà chà, chúng ta đi. Hắn cười to mà đi, chân vừa mới đạp lên bong tàu. Đột nhiên thân thể dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Tần Như Tuyết cách đó không xa, nhìn vài lần, nhất thời khóe miệng nở nụ cười, năm ngón tay nắm vào trong hư không. Tần Như Tuyết nhất thời bị một luồng lực lượng to lớn kéo đi, bị bắt qua. A, phụ vương cứu ta. Tần Như Tuyết kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác cầu cứu. Chu Ngọc Sơn ôm lấy nàng, cười to hướng về trên chiến xa mà đi, cười gằn nói. Đại mỹ nhân không được,
trước tiên chào tiểu mỹ nhân giải khát cũng không tệ. Ngươi thân là công chúa của một nước, ngược lại cũng có tư cách làm tiểu thiếp của bản công tử. Trở lại liền nạp ngươi làm phòng thứ 23 đi. Ha ha! Thanh Liên kiếm ca! Ngay thời điểm tất cả mọi người cả kinh, còn chưa phản ứng lại. Xuân thủy kiếm của Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay, nhân kiếm hợp nhất, nhanh như chớp giật xông lên. Nam tử mặc áo đen kia lạnh rên một tiếng. Muốn chết! Hắn ra tay đập tới, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, phát hiện một chưởng của mình dĩ nhiên vỗ vào tàn ảnh, rơi vào khoảng không. Làm sao có khả năng? Ngay thời điểm nam tử mặc áo đen giật nảy cả mình, cực kỳ chấn động, Lý Vân Tiêu đã vọt tới trước người Chu Ngọc Sơn, một kiếm lăng không mà xuống, nở rộ ra một đóa hoa sen to lớn màu xanh, mạnh mẽ oanh tới. Muốn chết! Chu Ngọc Sơn cũng kinh nộ không thôi, một tam tinh võ sư nho nhỏ cũng dám hướng mình ra tay, trong cơn giận dữ, hai tay hắn đột nhiên mở ra, từng đạo kình khí hóa thành cương phong ác liệt kích bắn xuyên qua, tầng tầng xuyên thủng Thanh Liên. Tu vi của hai người cách biệt quá lớn, Lý Vân Tiêu vội vàng biến hóa mấy cái bóng người, tránh thoát mấy đạo công kích, nhưng vẫn như cũ không tha, lại chém một kiếm tới, những kình khí còn lại kia làm như không thấy, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Cái gì, tiểu súc sinh? Chu Ngọc Sơn cả kinh, hắn tay trái ôm Tần Như Tuyết, tay phải phiến ra quạt giấy, chỉ có thể vội vàng xoay người một cái, hướng bên trong chiến xa phóng đi. Xì, anh kiếm lướt qua, trên lưng Chu Ngọc Sơn nhất thời bị kiếm khí cắt ra một lỗ hổng thật dài, máu tươi tràn ra. Mà Lý Vân Tiêu cũng bị kình khí bắn trúng mấy nơi, từng cái vệt máu bắn ra. Lúc này mọi người mới phản ứng được, người mặc áo đen kia càng là tức giận vây công lên. Ở dưới đáy mắt của mình, dĩ nhiên để một tên võ sư tổn thương công tử, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng bên này Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương cũng đồng thời ra tay, hướng nam tử mặc áo đen kia bắn đi, để hắn tự lo không xong. Lý Vân Tiêu một chiêu đắc thủ, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên bong thuyền, ánh mắt lộ ra sát khí ác liệt, không lo thương thế lần thứ hai xông tới, ánh kiếm hóa thành một tia chớp. Thẳng đến yết hầu của Chu Ngọc Sơn. Chu Ngọc Sơn bị hắn hung hãn làm sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau. Đột nhiên từ trong chiến xa lướt ra một bóng người màu đỏ, một cánh tay ngọc đưa ra ngoài, hai ngón tay trực tiếp nắm ở trên trường kiếm, một nguồn sức mạnh nhất thời khóa lại thân hình của Lý Vân Tiêu, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Chu Ngọc Sơn, người dám động như tuyết nhà đầu một cọng lông, ta tất đem Chu gia bọn ngươi xóa tên khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Hai mắt Lý Vân Tiêu phun lửa, sát khí ở trên không trung ngưng tụ thành từng đạo tử hắc vẻ, hắn lớn tiếng gào thét nói. Trên tới trăm tuổi lão nhân, dưới tới hài đồng mới sinh, toàn bộ giết chết. Chu Ngọc Sơn bị hắn hống một tiếng, không hiểu nguyên do nội tâm sợ hết hồn, giận dữ nói. Giết hắn, Hồng Lăng, lập tức giết hắn cho ta. Chủ nhân tay ngọc kia chỉ ở trong chiến xa lộ ra nửa khuôn mặt, hơi thở dài một tiếng. Tay nắm bắt trường kiếm bỗng buông ra, cong ngón tay búng một cái. Xuân Thủy kiếm nhất thời thoát tay Lý Vân Tiêu, cả người bị đánh bay trở về nghênh quân đài. Nam tử áo đen thấy Lý Vân Tiêu không thể đắc thủ, trong lòng cũng buông lỏng, lúc này mới bỏ qua Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương, dưới chân nhẹ một chút, bay trở về trong chiến xa. Lúc này từ trên ba chiếc chiến xa phát sinh từng đạo hào quang màu xanh, đem toàn bộ chiến xa bao phủ lại. Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rít gào của Chu Ngọc Sơn. Tại sao không giết hắn? Tại sao không giết hắn? Vân Tiêu, người không sao chứ? Mấy người dồn dập xông tới, nhìn mấy vết thương trên người Lý Vân Tiêu không ngừng phun máu, đều kinh hãi đến biến sắc. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu tái xanh, như không biết đau đớn. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tường đứng ở trung ương, Tô Tường không nguyên cớ nội tâm run lên, trong mắt càng là vạn phần khiếp sợ. Vì sao ánh mắt của một tên võ sư lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần của mình? Hắn biết Lý Vân Tiêu là đang trách hắn không có ra tay, trong tất cả mọi người ở đây, nếu nói mới vừa rồi có cơ hội cứu Tần Như Tuyết, liền chỉ có hắn. Nhưng chỉ là một tiểu quốc công chúa, sao có thể để bản thân đi đắc tội người Chu gia? Chỉ là sau khi ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua, nội tâm hắn không biết vì sao mơ hồ có một tia hối hận, cảm thấy thật giống như bỏ mất một cơ duyên to lớn nào đó. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vương thần, ta có cơ hội để Dương Địch vì ta làm một chuyện, có đúng hay không? Vương thần sững sờ, lập tức nói. Không sai. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, ngưng tiếng nói.
Được, ta đem cơ hội này tặng cho ngươi. Điều kiện chính là trong vòng 3 tháng, bảo đảm Tần Như Tuyết an toàn không có việc gì. Ngươi đồng ý tiếp thu không? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, cơ duyên to lớn như vậy, dĩ nhiên liền đổi cái này. Tô Tường càng là vạn phần ảo não, nếu Lý Vân Tiêu sớm nói như thế, hắn coi như liều mạng giết Chu Ngọc Sơn, cũng nhất định đoạt lại Tần Như Tuyết. Phải biết hiện tại Dương Địch là thuật luyện sư cấp 7, tùy tiện luyện chế mấy viên đan dược cho mình, đột phá đến vũ hoàng cảnh giới cũng trong tầm tay. Đổi, đương nhiên đổi. Hai mắt Phương Thần ngưng tụ, trầm giọng nói. Vân Thiếu nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Vân Tiêu cười thảm nói. Nhất ngôn cửu đỉnh. Trong mắt Phương Thần lóe ra vẻ hưng phấn, kích động nói. Được, ta liền đưa thư trở lại, để trong gia tộc bất luận làm sao cũng phải đoạt lại Như Tuyết công chúa. Hắn xoay người đối với đám người Nguyên Hạo nói. Việc này không nên chậm trễ, Nguyên Hạo đại sư, ta trước về Hỏa Ô đế quốc. Trong mắt Nguyên Hạo tràn đầy vẻ hâm mộ gật gật đầu, thầm than chuyện tốt như thế làm sao không rơi vào trên đầu mình. Vương Thần đi rồi, nghênh quân đài một mảnh lặng lẽ. Tuy rằng Tần Như Tuyết ở trong lòng mọi người hầu như không có địa vị gì, nhưng khuôn mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, lại làm cho mỗi người đều nhấc không nổi hứng thú. Tần Chính mỉm cười nói. Vân Tiêu không cần lo lắng, nếu Vương Thần đáp ứng hỗ trợ, liền nhất định không có vấn đề. Chu, Vương, Mặc, Trình, Hỏa Ô đế quốc tứ đại thế gia, thực lực mỗi một gia tộc đều trên một quốc gia. Chu gia chắc chắn sẽ không vì nha đầu Như Tuyết mà cùng Vương gia triệt để trở mặt. Mà Vương gia vì được cơ duyên để Dương Địch làm việc, nhất định sẽ ra hết toàn lực. Lý Vân Tiêu một mực yên lặng không nói, mấy vết thương trên người sớm đã bị Cổ Vinh xử lý một phen. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, chỉ là sát ý trong mắt là càng ngày càng đậm, để người bốn phía đều cảm thấy một trận không khỏe, cảm thấy thật giống như cửu u mở ra đại môn. Giờ khắc này lượng lớn văn võ bá quan đều rớt xuống, bị binh lính phía dưới tiếp được, tất cả đều ở phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới. Tần Chính mỉm cười nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ta đã thoái vị nhường hiền, Tần Nguyệt, hiện tại ngươi là Thái tử Thiên Thủy Quốc, 3 ngày sau đăng cơ. Hắn đảo mắt nhìn Tần Dương trên mặt không có chút hồng hào, cả giận nói. Đem hắn giam vào thiên lao. Cả người Tần Nguyệt kích động đến khó có thể kềm chế vui sướng, biến đổi bất ngờ, rốt cục trần ai lạc địa. Tướng sĩ cùng bách quan phía dưới nhất thời dồn dập hô to lên. Bệ hạ vạn tuế, thái tử vạn tuế. Tiếng hoan hô, truyền ra xa xa. Bách tính thủ đô đón ánh bình minh, lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong nội tâm rốt cục để xuống. Trên đường phố các cửa hàng lại khai trương, thủ đô giới nghiêm cũng tuyên cáo kết thúc. Chỉ là các loại tin đồn bắt đầu chảy vào đầu đường cuối ngõ, mọi người dồn dập nghị luận không ngớt. Nguyên Hạo vốn định cùng Lý Vân Tiêu thảo luận một ít thuật luyện chi đạo, thấy vẻ mặt của đối phương cô đơn, cũng không tốt quấy rầy, chỉ là chúc mừng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, liền dẫn cả đám người rời đi, về Hỏa Ô đế quốc thuật luyện sư công hội phục mệnh. Sau đó toàn bộ thủ đô đều náo nhiệt, mỗi nhà răng đèn kết hoa, chuẩn bị lễ mừng 3 ngày sau. Các đại thần thì mấy nhà vui mấy nhà sầu, những người trước kia đứng sai đội từng cái mặt buồn rười rượi, sai người đi quan hệ khắp nơi. Hy vọng có thể leo lên thuyền của Tần Nguyệt, nhưng từng cái bị cự tuyệt. Nhất thời từng cái như tai vạ đến nơi, cả ngày ăn ngủ bất an. Mà Lý gia, không thể nghi ngờ thành công thần thịnh uy cao nhất. Lượng lớn người nghĩ đến nịnh bợ, tất cả đều bị thị vệ Lý gia ngăn ở ngoài phủ đệ, bất luận ai cũng không được đi vào. Giờ khắc này ở trong hoàng cung, Tần Nguyệt đã sớm đổi ngũ trảo long bào, ở trên kim loan điện đi qua đi lại, không ngừng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Rồi lại đứng lên, lại ngồi xuống, không nhịn được cất tiếng cười to. Lụa mỏng trên mặt bạch mâu rốt cục lấy xuống, giờ khắc này đại điện chỉ có 2 người bọn họ, liền không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nàng cao hứng cười nói. Kinh doanh nhiều năm như vậy, Nguyệt Điện Hạ rốt cục đạt đến lý tưởng của mình. Tần Nguyệt một mặt cảm khái, ôn nhu nói. Bạch mâu ở bên cạnh ta, công lao to lớn nhất. Những năm gần đây khổ cực ngươi. Trên mặt bạch mâu hơi đỏ lên. E thẹn nói. Ngươi nói sai, công lao to lớn nhất hẳn là Vân Thiếu đi. Trên mặt Tần Nguyệt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi lướt qua một tia tinh mang, trầm giọng nói. Bạch Mâu, ngươi nói ta nên phong thưởng gì cho Lý Vân Tiêu? Vương gia khác họ, hay là cắt đất phong cho hắn? Nụ cười trên mặt Bạch Mâu ngưng lại, khẽ nói.
có phải điện hạ lo lắng? Tần Nguyệt một mặt sầu lo, ở trên cung điện đi qua đi lại nói. Thực lực bản thân Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, hơn nữa hai vị cấp 4 thuật luyện sư, hai vị vũ vương cường giả, tất cả đều chống đỡ hắn, còn có trăm vạn đại quân, tướng lĩnh càng là người bên cạnh hắn. Nếu lại phong vương khác họ, tương lai thiên thủy quốc này, đến cùng là họ Tần, hay là họ Lý đây? Bạch Mâu bị thanh âm lạnh như băng của hắn sợ hết hồn, sợ hãi nói. Điện hạ, người muốn diệt trừ Lý Vân Tiêu. Tần Nguyệt nhìn nàng một cái, bi thảm cười một tiếng nói. Ta là có ý nghĩ kia, nhưng không có thực lực này, cũng không có can đảm này a. Bạch Mâu cả kinh, vội vàng nói. Điện hạ, không thể nói lung tung, nếu bị những người khác biết. Tần Nguyệt cười đánh gãy nàng nói. Nơi này chỉ có ngươi và ta, đối với người ta mới dám nói như thế. Lần trước ngươi thay ta bói một quẻ, nói sẽ gặp phải quý nhân trong số mệnh, giúp ta đăng cơ, quả nhiên không sai. Bây giờ có thể lại vì Lý Vân Tiêu bói một quẻ, nhìn tương lai hắn có thể đối với ta sản sinh uy hiếp hay không. Trong lòng Bạch Mâu ấm áp, sự tình nghiêm trọng như vậy hắn chỉ cùng mình nói, nội tâm nhất thời vô cùng ngọt ngào, khẽ cười nói. Vậy ta liền thử một lần. Bói toán chính là một loại bí thuật cực kỳ tổn thương nguyên khí, nghiêm trọng càng là sẽ trực tiếp thương tổn tuổi thọ. Bạch Mâu cũng biết không thể xem nhiều, nhưng vì người yêu, xem nhiều mấy lần thì lại làm sao? Nàng từ trong giới chỉ lấy ra một mai rùa cổ sắc, đặt trên đất. Cắn ngón tay của mình ở bốn phía khắc họa ra từng cái trận pháp quái lạ, sau đó lấy ra mấy viên tiền đồng màu vàng, phân biệt đặt ở bốn phía. Làm tốt tất cả những thứ này, nàng đột nhiên vỗ một trường. Từng đạo kim quang từ trận pháp trên mai rùa bay lên, bốn tiền đồng màu vàng chấn động, ở bốn phía mai rùa không ngừng xoay tròn. Hai con mắt của Tần Nguyệt ngưng tụ, lẳng lặng ở một bên nhìn, hào quang màu vàng óng chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ thần sắc bất định. Trong con người Bạch Mâu bắt đầu hiện ra một mảnh màu vàng, tựa hồ cùng mai rùa kia sản sinh liên hệ nào đó. Hoa văn trên mai rùa tựa hồ bị kích hoạt lên, bắt đầu xuất hiện từng cái văn tự cổ điển khó hiểu. Nhảy lên đi ra, hiện lên ở trong hư không. Sau khi những chữ kia nhảy ra, ngưng tụ không tan, ở trên không mai rùa như chịu đến sức mạnh nào đó quấy dày, có chút run động lên. Sắc mặt Bạch Mâu trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bạch Mâu, làm sao? Tần Nguyệt kinh hãi, trước đây cũng đã gặp nàng bói toán, nhưng chưa bao giờ có loại dấu hiệu này. Phốc! Bạch Mâu rốt cục không chống đỡ nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là ngã xuống. Hào quang màu vàng trên mai rùa trong nháy mắt hóa thành hư vô, bốn tiền đồng rơi xuống đất, mất đi hết thảy màu sắc. Bạch Mâu, Tần Nguyệt vội vàng đi tới đỡ nàng, sợ hãi nói. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt Bạch Mâu hơi khôi phục một chút màu máu, trong mắt tất cả đều là tâm ý hoảng sợ, dùng thanh âm run rẩy nói. Ta không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Hơn nữa còn có một thanh âm ở đáy lòng nói cho ta, nếu tiếp tục xem nữa, ta nhất định sẽ chết. Trong lòng Tần Nguyệt kinh hãi, vội vàng ôm Bạch Mâu vào trong ngực, đau lòng nói. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta không bói toán nữa là được. Vẻ sợ hãi trong mắt Bạch Mâu không tiêu tan, sợ sệt nói. Trước đây ta từng nghe sư phụ nói, có một ít người mệnh hồn chính là do ngôi sao trên trời biến thành, trừ khi thông hiểu chu thiên tinh đấu thuật. Bằng không mặc dù tuổi thọ mình tiêu hao hết, cũng không cách nào dòm ngó. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu này chính là thiên mệnh? Trong lòng Tần Nguyệt cũng cả kinh, bình thường cái gọi là thiên mệnh đều chỉ thiên thụ hoàng quyền, hoàng đế mới có thể tự xưng thiên tử. Nhưng này đều là dùng để ngu muội cùng thống trị bách tính, mặc dù là hoàng đế cũng không tin. Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có cái gọi là thiên mệnh? Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ từ sau Kim Loan Điện truyền đến. Đã như vậy. Này liền không có gì đáng lo lắng. Ai? Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đồng thời biến sắc, bọn họ nói chuyện chính là nội dung tuyệt mật, không nghĩ tới vẫn còn có người nghe trộm. Nếu bị Lý Vân Tiêu biết, hậu quả khó mà lường được. Trương Thanh Phàm đẩy Tần Chính ngồi xe lăn đi ra, trên mặt Tần Chính trơn bóng như ngọc, huyết khí dồi dào, thật giống như trẻ mấy chục tuổi. Phụ vương, ngươi! Tần Nguyệt sững sờ, cả kinh nói. Thân thể của ngươi! Tần Chính cười khổ nói. Không nên giật mình, ta đã không sống được lâu nữa. Chỉ là để Thanh Phàm cho ta dùng một chút đan dược kích thích, để ta ở thời gian cuối cùng có thể có chút tinh thần.
Tần Nguyệt cả kinh nói. Vì sao phải như vậy? Tần Chính than thở. Ta mỗi lần đều hỗn loạn, đã dần dần quên mất rất nhiều chuyện. Ta muốn ở giờ khắc cuối cùng dạy ngươi một vài thứ. Hắn nhàn nhạt nhìn Bạch Mâu một chút, than thở. Tỷ như lần này, các ngươi nói chuyện cũng quá không cẩn thận. Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đều hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Trương Thanh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng thấp thỏm không ngớt. Trương Thanh Phàm đối với Lý Vân Tiêu sùng kính là thế nhân đều biết. Trương Thanh Phàm biết trong bọn họ nghĩ cái gì, nhất thời cười lạnh nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đi nói cho Vân Thiếu. Mặc dù thật nói với Vân Thiếu, hắn cũng chỉ có thể cười ha ha mà thôi. Sắc mặt của hắn dần dần băng hàn xuống, lạnh lùng nói. Thế nhưng ta khuyên các ngươi, sau này tuyệt đối không nên có ý nghĩ muốn đối phó Vân Thiếu. Loại ý nghĩ nguy hiểm này ngay cả nghĩ cũng không nên suy nghĩ, bằng không di họa vô cùng. Vâng. Tần Nguyệt cúi đầu nhẹ giọng đáp. Tần Chính liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có chút không phục, nhưng Thanh Phàm nói tuyệt đối không sai, Thiên Thủy Quốc bất luận người nào ngươi đều có thể đối phó, cũng có thể giết, chỉ có người Lý gia là ngàn vạn lần không trêu chọc được. Lý Vân Tiêu mới có 15 tuổi, là tam tinh võ sư, càng kinh khủng chính là thuật luyện sư cấp 3, đừng nói trăm ngàn năm qua không người đạt đến thành tựu như thế, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Người như vậy, hắn sẽ không ở loại địa phương nhỏ như Thiên Thủy Quốc này. Thiên địa Cửu Tiêu, mới là địa phương hắn nên đi. Trong lòng Tần Nguyệt sững sờ, lúc này mới nói. Đa tạ phụ vương chỉ điểm, ngày mai đăng cơ đại điển ta liền phong hắn làm vương gia khác họ, không biết có nên cắt đất phong hầu hay không. Tần Chính hơi trầm tư, ngưng tiếng nói. Tùy tiện phong đi, tận lực kiếm nơi màu mỡ. Tùy tiện phong. Tần Nguyệt lấy làm kinh hãi, tràn đầy không hiểu. Trương Thanh Phàm không nhịn được lắc đầu nói. Nguyệt Điện Hạ không cảm thấy Vân Thiếu càng ngày càng lớn mạnh, ngược lại là một chuyện tốt sao? Khi hắn trở thành thuật luyện sư cấp 4 hoặc càng cao hơn, bất kể là hắn hay là toàn bộ Lý gia, còn có thể đối với vương quyền cùng đất phong cảm thấy hứng thú sao? Ta chắc chắn chờ sau khi Nguyệt Điện Hạ đăng cơ, sợ là Lý gia sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi triều chính Thiên Thủy Quốc. Tần Chính nghiêm nghị nói. Thanh Phàm nói không sai, cười nhìn trước thềm hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, một bình rượu đục nhạt xem phong vân biến hóa. Đây mới là con đường mà những cường giả bọn họ theo đuổi, thế tục đã không còn đặt ở trong mắt bọn họ. Ai, đáng tiếc ban đầu ta không thể lý giải những chuyện này, dẫn đến Dương Địch phẫn hận rời đi, khiến Thiên Thủy Quốc mất đi một cơ hội to lớn nhất. Trương Thanh Phàm nói tiếp, Nguyệt Điện Hạ ngẫm lại vị trí của Tụ Thiên Tông liền sẽ rõ. Lúc trước Tụ Thiên Tông chỉ là một thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc mà thôi. Hiện tại đã phai nhạt ra khỏi triều chính, trở thành một thế lực chân chính trên Thiên Vũ Đại Lục, cũng chính là tồn tại mà chúng ta ngước nhìn. Thì ra là như vậy. Tần Nguyệt rộng rãi sáng sủa, khúc mắc nhất thời mở ra, vội vàng bái nói. Đa tạ phụ vương cùng Trương Đại Sư. Tần Chính than thở. Ngươi còn trẻ, rất nhiều thứ còn phải học tập. Buồn cười những năm gần đây ta vẫn bị vương quyền mê ám váng đầu, lúc này mới thiết chí huynh đệ các ngươi tương tàn, hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian giáo dục. Thanh Phàm, Bạch Thống Lĩnh, các ngươi đi xuống trước đi. Ta muốn cùng Nguyệt Nhi đơn độc nói chuyện. Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, nhìn vị lão bằng hữu của mình một chút, lúc này mới cùng Bạch Mâu đi ra ngoài. Chỉ để lại hai phụ tử bọn hắn. Mấy canh giờ sau, Tần Nguyệt cuối cùng từ trong đại điện đi ra, sắc mặt bi thảm. Trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Trương Thanh Phàm một mặt cô đơn, hơi thở dài một tiếng. Bạch Mâu cả kinh nói. Bệ hạ hắn. Tần Nguyệt thở nhẹ một hơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đau buồn nói. Phụ vương, đã băng hà. Vị quốc vương một đời mê luyến ở trên quyền vị kia rốt cục chết rồi, đối với Thiên Thủy Quốc, thậm chí các nước quanh thân mà nói, đều là chấn động không nhỏ. Mà tại Hỏa Ô Đế Quốc, thì vẻn vẹn chỉ là một gợn sóng nhỏ mà thôi, một ít đế quốc quý tộc tùy tiện phái nhân vật loại hình quản gia đến phúng điếu. Mà đặt ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, này xem như là một chuyện sao. Ngày mai, Tần Nguyệt đăng cơ trở thành Tân Vương, phân phong Đại Thần. Trong đó Lý Vân Tiêu được phong là Vũ Thành Vương, đem Viêm Vũ Thành phồn hoa nhất Thiên Thủy Quốc cắt cho hắn làm đất phong vĩnh cửu. Nhất thời dẫn tới triều chính chấn động, bất quá không người nào dám đứng ra phản đối. Chỉ ở trong tối tham tấu không ngừng, nhưng đều bị Tần Nguyệt đá trở lại. Viêm Vũ Thành ở Bắc Bộ Vương Quốc,
chính là cứ điểm liên thông Hỏa Ô Đế Quốc, là đầu mối để Thiên Thủy Quốc đi về đại lục. Nếu Viêm Vũ Thành bị phong chết, như vậy toàn bộ Thiên Thủy Quốc cùng đại lục vãng lai liền triệt để đoạn tuyệt, vì lẽ đó Viêm Vũ Thành có thể nói là đệ nhị đại thành của Thiên Thủy Quốc trừ thủ đô. Ngoài ra, không chỉ có địa vị quân sự chiến lược cực kỳ trọng yếu, hơn nữa càng là thương mậu chi thành phồn hoa nhất Thiên Thủy Quốc. Nó bắc giáp Hỏa Ô Đế Quốc, là con đường hết thảy cước phí phải qua, đặc biệt vị trí địa lý quyết định nó phồn vinh còn trên thủ đô. Thành trì trọng yếu như vậy ban cho vương gia khác họ, để một đám đại thần đều khó có thể lý giải cùng tiếp thu. Theo các loại tham tấu không có kết quả, mọi người cũng bắt đầu biết địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong lòng bệ hạ, từng cái trầm mặc. Làm cho người mở rộng tầm mắt chính là, ở ngày Tần Nguyệt đăng cơ phong thưởng, dĩ nhiên không có nhìn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Cho tới sau đó thái giám đưa thánh chỉ đi, đợi thật lâu cũng không thấy bóng Lý Vân Tiêu, trực tiếp thả xuống thánh chỉ liền đi. Sau khi thái giám trở lại báo cáo, Tần Nguyệt không chỉ không có nổi trận lôi đình, trái lại tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ý cười rào rạt, còn trọng thưởng thái giám này. Điều này làm cho đại thần cả triều càng là mồ hôi lạnh tràn trề, không ai còn dám nói xấu Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu từ ngày đó ở Nghinh Quân Đài, liền vẫn đang bế quan, bất luận người nào cũng không gặp. Tuy rằng hắn chỉ coi Tần Như Tuyết là muội muội đối xử, nhưng cũng là một trong những bạn tốt không nhiều của mình. Đặc biệt là ở Già Lam Học Viện, khi ký ức còn chưa thức tỉnh, rất nhiều chuyện đều là nha đầu Như Tuyết kia dốc lòng chăm sóc. Trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người bắt đi như vậy, nhưng không thể ra sức. Cái cảm giác này để Lý Vân Tiêu hầu như muốn triệt để nổi khùng, đã từng là tồn tại thần cản giết thần, ma chặn giết ma, dĩ nhiên đối mặt một tiểu quốc thế gia không thể ra sức, nội tâm hắn có thể nói thù hận ngập trời. Sau khi trở lại Lý gia, liền trực tiếp bế quan bắt đầu tiến hành huấn luyện tàn khốc nhất. Đám người Lý Thuần Dương cùng Tiêu Khinh Vương mấy lần tập hợp, đều bó tay hết cách. Lạc Vân Thường thì lặng lẽ trốn ở phụ cận Lý gia, nàng nghĩ thời khắc mấu chốt này, vị đại nhân kia tất nhiên sẽ hiện thân. Nhưng vẫn không có kết quả, nội tâm hơi có chút thất vọng. Sau 7 ngày, Lý Vân Tiêu cuối cùng từ trong bế quan đi ra. Lý Thuần Dương nhận được hạ nhân báo cáo, vội vàng bỏ lại tất cả mọi chuyện chạy tới. Đầu tiên nhìn nhất thời bị chấn động một hồi. Tứ tinh võ sư, Vân Tiêu, không cần liều mạng như thế chứ. Liều mạng. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, cười nói. Người võ giả nào không cần liều mạng tu luyện, ta cần mấy loại dược liệu, lão gia tử ngươi thu thập giúp ta, có thể thu bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nói. Cười, ngươi đang cười, không có sao chứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Lẽ nào ngươi muốn ta khóc, đừng tưởng rằng ta rất coi trọng tỷ thí sau 3 tháng kia, đến thời điểm trực tiếp đi giết tên kia cứu lại nha đầu Như Tuyết là được. Còn cái gì Chu gia một trong tứ đại thế gia, nếu không thức thời ta cùng nhau diệt trừ là được. Khoảng thời gian này có vương thần làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Lý Thuần Dương nghe hắn nói muốn giết Chu Ngọc Sơn, diệt trừ Chu gia, cho rằng hắn nói chỉ là lời vô ích, cũng không phản đối. Chỉ cần tôn tử mình không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn tiếp nhận tờ khai dược liệu trong tay Lý Vân Tiêu nói. Coi như đem Thiên Thủy Quốc lật 3 vòng, ta cũng tìm ra cho ngươi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Trong đó có mấy thứ chỉ sợ Thiên Thủy Quốc chưa chắc có, ngươi đi tìm Trương Thanh Phàm xem một chút. Đột nhiên một tiếng gào truyền đến, liền nhìn thấy huyền lôi kinh vân hống từ không trung bay xuống, nhào vào bên người Lý Vân Tiêu. Phía sau cũng có một âm thanh vang dội quát lên. Đừng chạy, ngươi tên xúc sinh này, đánh ta xong liền nghĩ chạy. Lý Trường Phong đột nhiên đuổi vào, vừa nhìn nhất thời mừng lớn nói. Vân Tiêu, ngươi xuất quan. Hắn cúi đầu nhìn xuống huyền lôi kinh vân hống đang làm nũng, nhất thời dại ra nói. Này, tiểu xúc sinh hung hãn như vậy, dĩ nhiên cũng biết làm nũng. Ngươi làm sao huấn luyện, mau mau dạy ta, chờ ta hàng phục nó. Sau đó cưỡi ra chiến trường, hống một tiếng liền dọa phá đảm trăm vạn quân địch. Ha ha, ai còn là địch thủ của ta? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt đầu huyền lôi kinh vân hống, nói. Cha, lẽ nào sau này ngươi còn muốn ra chiến trường? Những việc ở thế giới phàm tục kia vẫn không có từ trong nội tâm ngươi đi ra ngoài sao? Chúng ta theo đuổi là võ đạo vô tận, nếu ngươi có thể bình tĩnh tu luyện, đã sớm đột phá đến Vũ Vương. Lý Trường Phong sững sờ. Lập tức phẫn nộ quát. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì, dám giáo huấn lão tử.
trên đầu hắn lập tức bị đánh một cái, trực tiếp bị đánh nằm trên đất. Lý Thuần Dương ở trên lưng hắn đạp mấy phát, cả giận nói. Nói với Vân Tiêu khách khí một chút, Vân Tiêu nói không sai, sau này ngươi không ra chiến trường nữa, đàng hoàng tu luyện cho ta, một ngày không đột phá Vũ Vương, một ngày không cho phép ra khỏi nhà. A, à, Lý Trường Phong kinh hãi, ôm đầu thống khổ nói. Ta mới lục tinh Vũ Quân A, nếu muốn đột phá đến Vũ Vương, ai biết là năm nào tháng nào, sợ là cha ngươi đời này cũng không thấy được ta đi ra. Lan, ngươi cái tên không có tiền đồ này, sau này ra ngoài đừng nói là con trai của ta. Lý Thuần Dương tức giận lại đạp mấy phát, lúc này mới một cước đá hắn bay đi. Lý Trường Phong như chút được gánh nặng ở trên không trung xoay mấy vòng, đột nhiên dưới chân giẫm một cái, liền trực tiếp lâm không chạy mất. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, từ trong lồng ngực lấy ra mấy bình đan dược nói. Cái này chờ chút giao cho phụ thân, để hắn hảo hảo bế quan tu luyện một hồi. Đột phá đến Vũ Vương là ngay trong tầm tay. Lý Thuần Dương trong mắt sáng ngời, vội vàng cất đi. Kha kha, đồ tốt như thế, cho ra ra một chút mới phải. Lý Vân Tiêu nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có đan dược thích hợp trình độ của ra ra, lần trước thiên điểu đan có thể tiếp tục dùng. Chờ qua một thời gian ngắn vật liệu thu thập đủ, ta dự định lần thứ hai mở lô luyện đan, đến thời điểm cho mỗi người đan dược đủ no. Lý Thuần Dương lấy làm kinh hãi, thuật luyện sư nào dám nói đan dược của mình phát đủ no, cũng chỉ có tôn tử yêu nghiệt của hắn dám nói thế với. Sau khi Lý Vân Tiêu phân phó xong, lại tiếp tục đi vào bế quan. Lần này Huyền Lôi Kinh Vân Hống bất hy bất xá, nhất định phải chờ ở bên cạnh hắn, lúc này mới mang theo đồng thời đi vào tu luyện. Rất nhanh Lý Vân Tiêu cần vật liệu liền truyền tới trong tay Trương Thanh Phàm cùng Tần Nguyệt, nhất thời toàn bộ Thiên Thủy Quốc bị lật lên. Nếu như có thể tìm tới một bụi trong đó, trực tiếp thăng quan tiến tước, nếu có người tàng mà không giao lên, trực tiếp tru di cửu tộc. Ở dưới loại chính sách vừa phạt vừa thưởng này, hết thảy thế gia đều cuống quýt đem phủ khố của mình lật một lần, chỉ sợ có để sót. Nhất thời hết thảy vật liệu cơ bản xoay sở đủ, còn kém hai loại thần vũ tịnh tinh cùng bách hàm văn lộ là làm sao cũng thu mua không được. Sợ là Thiên Thủy Quốc căn bản không tồn tại. Lý Vân Tiêu cẩn thận kiểm tra một lần. Hết sức hài lòng, nhưng vẫn như cũ cau mày nói. Thần Vũ Tịnh Tinh là chủ tài luyện chế cửu khiếu phá ách đan, có thể tạm thời hoãn một hồi. Nhưng Bách Hàm Văn Lộ phải tìm được, đây là chủ tài luyện chế lục dương hàng lộ kim đan, chỉ có kim đan này mới có thể cứu tỉnh Kế Mông đang hôn mê. Lý Thuần Dương khổ sở nói. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc đều lật mấy lần, ngươi nói làm sao tìm được. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Nếu như không có, chỉ có thể phái người đi tới Hóa Thần Hải một chuyến, nơi đó nhất định là có. Hóa Thần Hải chính là vị trí tổng bộ của thuật luyện sư công hội, là thánh địa trong lòng hết thảy thuật luyện sư. Thiên hạ mặc cho chất liệu gì, đừng nói hiện tại thiên vũ giới có, mặc dù chỉ tồn tại thời thượng cổ, đều cơ hồ có thể ở Hóa Thần Hải tìm ra. Tất nhiên người phải có thứ ngang hàng trao đổi. Trương Thanh Phàm nói, Hóa Thần Hải cách nơi này quá xa, qua lại một chuyến cũng không biết mất bao lâu. Việc này không cần phiền phức như vậy, còn có 3 ngày chính là Hỏa Ô Đế Quốc mỗi năm một lần vạn bảo thương hội. Mà lần này địa điểm tổ chức, chính là Viêm Vũ Thành của ngươi. Vạn bảo thương hội. Lý Thuần Dương đột nhiên vỗ tay một cái. Ai nha, ta làm sao đã quên. 5 năm một lần bài vị chiến sắp cử hành, vạn bảo thương hội nhất định sẽ ở trước bài vị chiến tổ chức đấu giá hội. Lần này ngươi cùng Hứa Hàn Đại Sư chịu ở lại Thiên Thủy Quốc, trực tiếp thăng cấp thượng vị quốc. Mà Viêm Vũ Thành xác thực là nơi tổ chức vạn bảo thương hội tốt nhất. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Viêm Vũ Thành, đất phong của ta, vạn bảo thương hội, nơi này cũng có vạn bảo thương hội. Vạn bảo thương hội chính là tổ chức thương hội thần bí nhất trên Thiên Vũ Đại Lục, kiếp trước Lý Vân Tiêu cũng từng tham gia không ít lần vạn bảo lâu tổ chức đấu giá, xác thực có không ít thứ tốt. Không nghĩ tới Hỏa Ô Đế Quốc nho nhỏ hàng năm cũng có vạn bảo thương hội hoạt động. Trương Thanh Phàm có chút phát ngất nói. Vân Thiếu, dù ngươi thật không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng ngay cả bệ hạ phong ngươi là Vũ Thành Vương, ban thưởng Viêm Vũ Thành làm nơi thế tập vĩnh cửu, ngươi cũng không biết. Ha ha, người trong cuộc đều là cái cuối cùng biết đến a. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái gì nơi thế tập vĩnh cửu, đều là danh nghĩa mà thôi. Thực lực còn, đất phong còn, ngày nào đó hậu thế sa sút, còn không phải nói thu hồi liền thu hồi.
chỉ có những phàm phu tục tử kia mới sẽ coi trọng những đồ vật ảo ảnh trong mơ này. Trương Thanh Phàm sững sờ, cùng Lý Thuần Dương cười khổ liếc nhau một cái, tùy tiện nói. Thật không biết Vân thiếu tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên so với những lão già chúng ta còn nhìn rất thoáng. Lý Thuần Dương nói. Vạn bảo lâu này tại Hỏa Ô Đế Quốc mở ra hơn 100 năm, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần giao dịch hội cùng đấu giá thương phẩm cỡ lớn. Bên trong có không ít vật quý hiếm, mặc dù là vật liệu hoặc thuật luyện phẩm cấp 5 cũng sẽ xuất hiện. Tiểu tử ngươi muốn đồ vật nhất định có thể tìm tới. Cấp 5. Lý Vân Tiêu nhất thời đem vạn bảo thương hội này vạn bảo thương hội kiếp trước rũ sạch quan hệ, kiếp trước vạn bảo đấu giá không phải cấp 8 căn bản không vào được. Lý Thuần Dương nói. Vạn bảo thương hội giao dịch chỉ có thể dùng nguyên thạch, hoặc là đồ vật khác lấy vật đổi vật, mấy ngày nay ta liền hối đoái lượng lớn nguyên thạch đi. Trương Thanh Phàm cũng nói. Ta cũng không có thiếu nguyên thạch, đến thời điểm thuyên chuyển cho Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu tiện tay đem giới chỉ gỡ xuống đưa cho Lý Thuần Dương nói. Đồ vật bên trong toàn bộ đổi thành nguyên thạch đi. Trương Đại Sư, ta dự định luyện chế hắc nữ đại kiếm của ta một chút, nên muốn mượn thuật luyện thất dùng một lát. Trương Thanh Phàm trong mắt sáng ngời, vội vàng nói. Thuật luyện thất tốt nhất của Thiên Thủy Quốc liền ở thuật luyện sư công hội, ta liền đi thông báo Hứa Hàn. Ở trong mắt bọn họ, quan sát Lý Vân Tiêu luyện chế không chỉ là hưởng thụ trên thị giác, càng là một loại cơ duyên, mỗi lần đều có thể có lĩnh ngộ mới. Chuyện tốt như thế là cầu cũng cầu không được. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cùng ngươi đi. Sau khi hai người đi, Lý Thuần Dương mới đem thần thức quét vào trong giới chỉ, nhất thời đầu óc phát mộng, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Tài vật bên trong, đã là hắn không thể nào tưởng tượng. Ngoại trừ từ các nơi vơ vét tới, còn có Tôn Chính Tông lưu lại, trong đó thứ hữu dụng đều bị Lý Vân Tiêu thu dọn ra, những thứ này đều là không dùng được, mặc dù không có vạn bảo thương hội, hắn cũng sẽ toàn bộ đổi thành nguyên thạch. Rất nhanh, từ trên xuống dưới Lý gia liền bắt đầu bận rộn thu mua cùng hối đoái nguyên thạch, trực tiếp dẫn đến giá cả nguyên thạch trong thủ đô bạo tăng 3 lần. Trong thuật luyện sư công hội, Hứa Hàn vừa nghe Lý Vân Tiêu muốn tới luyện chế bảo kiếm, trực tiếp từ trong bế quan nhảy ra ngoài. Lục Giao vừa đem văn kiện trong khoảng thời gian này đọng lại muốn đưa cho hắn xử lý, liền bị hắn ném ra ngoài cửa sổ, đồng thời hạ lệnh. Dù trời sập xuống, cũng không cho đến quấy rầy chúng ta. Lục Giao sợ hết hồn, chưa từng gặp dáng vẻ Hứa hội trưởng cuồng bạo như vậy, chờ nhìn thấy Lý Vân Tiêu mỉm cười đi vào thuật luyện thất, lúc này mới hiểu rõ ra. Lý Vân Tiêu lấy ra hắc nữ đại kiếm, tinh tế suy nghĩ lên. Hai người Trương Thanh Phàm kích động đứng ở một bên. Nín thở ngưng thần không chớp mắt một cái. Trận pháp gấp 100 lần trọng lực đối chiến đại vũ sư còn có thể xuất kỳ bất ý dùng một lát, nhưng đối với vũ quân, lại không có một chút ảnh hưởng nào, không muốn cũng được. Sau khi Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm một lúc, liền đem hắc nữ đại kiếm vứt trên không trung, một khối thượng phẩm nguyên thạch trong tay nát tan, dùng chân nguyên đánh ra ngoài. Nhất thời giấy lên một đạo hỏa diễm, trực tiếp bay ra ngoài, đem hắc nữ đại kiếm gói lại, không ngừng rèn luyện. Trận pháp cùng các loại dấu ấn trên hắc nữ đại kiếm toàn bộ bị tẩy đi, hoàn toàn thành một khối sắt đen thui, Lý Vân Tiêu bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra các loại vật liệu gia nhập trong đó, nhanh chóng đánh ra các loại pháp ấn, tiến hành dung hợp. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn trừng con ngươi, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vân Thiếu đây là muốn trực tiếp đem huyền binh từ cấp 1 tinh luyện đến cấp 3. Có thể nhảy lớp tăng lên cấp bậc huyền binh như vậy sao? Hai người ngơ ngác hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ, mỗi lần Lý Vân Tiêu luyện chế, hầu như đều đánh vỡ thưởng thức của bọn họ một lần, dần dần cũng có chút tập mãi thành quen, hai người dồn dập lắc lắc đầu, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn xem. Rất nhanh đại kiếm hoàn toàn bị tôi mất dáng vẻ, bắt đầu trở nên có chút ánh bạc, dần dần có dáng dấp một thanh bảo kiếm bình thường. Toàn thân kiếm phôi có từng đạo lưu quang lướt qua, thể hiện kiếm có linh tính. Đang tự mình hấp thu sức mạnh bốn phía rèn đúc mình. Lý Vân Tiêu nhanh chóng đánh vào các loại pháp quyết, nhất thời nguyên khí xung quanh ở dưới trận pháp tác dụng, hóa thành từng đạo du long như thật, rót vào trong đó, cuối cùng đem một khối cương hồn thạch cấp 3 hòa tan, nhất thời thu công. Được rồi. Thanh trường kiếm kia rớt xuống, chanh một tiếng cắm vào mặt đất. Hai người Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ không hiểu, sau khi xác định thu công. Lúc này mới đi lên phía trước rút thanh bảo kiếm này ra, cẩn thận suy nghĩ. Trương Thanh Phàm rốt cục không nhịn được hỏi. Vân Thiếu, này,
tuy rằng kiếm này vô cùng sắc bén, linh khí 10 phần, nhưng thật giống như thiếu hụt cái gì, người cuối cùng cũng không có dùng linh quyết ngưng kiếm, tựa hồ còn chưa luyện chế hoàn thành. Lý Vân Tiêu cười nói, nó hiện nay chỉ là kiếm phôi mà thôi, ta vốn định luyện chế huyền binh cấp 3. Nghe các ngươi nói vạn bảo thương hội sắp mở, nhìn có thể thu thập một ít thứ tốt tới thử nghiệm luyện chế ngụy cấp 4 hay không. Kiếm phôi. Hứa Hàn giật mình nói. Luyện chế đứt quãng như vậy, chẳng phải là sẽ tổn thương linh tính của bảo kiếm. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ở trên kiếm phôi bắn ra, khẽ cười nói. Nếu là luyện chế cùng cấp, xác thực cần làm liền một mạch. Nhưng đây là kiếm phôi cấp 3, đến thời điểm hướng ngụy cấp 4, chẳng khác gì là tăng lên cấp nửa, linh tính tự nhiên không giảm. Trương Thanh Phàm nói. Nếu không Vân Thiếu trực tiếp đem kiếm phôi này giao cho chúng ta luyện chế, dù sao chúng ta cũng đã là cấp 4, chỉ cần Vân Thiếu truyền miệng, nhất định có thể luyện chế ra huyền binh cấp 4 để Vân Thiếu thỏa mãn. Hứa Hàn cũng lộ ra vẻ chờ mong, người bình thường tìm bọn họ luyện chế là cầu ra ra cầu nãi nãi mà không thể được, hiện tại chủ động khẩn cầu giúp Lý Vân Tiêu luyện chế, bởi vì mỗi lần được Lý Vân Tiêu chỉ điểm, đều có thể có đột phá mới. Không cần, chính ta luyện chế ra. Sử dụng mới thuận buồm xuôi gió. Huống hồ huyền binh cấp 4, bằng vào ta hiện nay cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Lý Vân Tiêu trả lời nhất thời để cho hai người thất vọng đến cực điểm, hắn cười nhạt nói. Có điều đến lúc đó luyện chế kính xin hai vị đại sư ở bên cạnh giúp ta một chút sức lực, mọi người cùng thảo luận nghiên cứu. Lúc này hai người mới vui mừng đồng ý. Nếu không có tổ chức vạn bảo thương hội, Viêm Vũ Thành kia Lý Vân Tiêu đúng là không có hứng thú đi. Hắn tiến cùng Tần Nguyệt một đêm trường đàm, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đi Viêm Vũ Thành. Vốn định tùy tiện mang mấy người đến liền được, nhưng ngày xuất phát mới phát hiện toàn bộ thủ đô răng đèn kết hoa, hai bên đường lớn tất cả đều là người đưa tiễn. Tần Nguyệt càng là xuất lĩnh văn võ bá quan ở cửa thành nghênh tiếp tiễn đưa. Nếu ngươi không yêu quyền lực vinh nhục thế tục, vậy ta liền lượng lớn ban thưởng cho ngươi. Làm đủ ân tình. Tần Nguyệt nhìn xe ngựa xa xa lái tới, nội tâm một trận ung dung. Hắn biết, coi như đem Thiên Thủy Quốc đưa cho Lý Vân Tiêu, hắn cũng chưa chắc nhận, huống hồ chỉ là một Viêm Vũ Thành. Đặc biệt ngày trăm vạn đại quân trở về, lập thái tử ấy, Tần Nguyệt mới thật sự hiểu quyền lực thế tục cùng những người theo đuổi võ đạo kia chênh lệch. Mình chỉ có thể ở trên mặt đất xưng vương xưng hùng, mà những người kia là muốn bay lên cửu tiêu. Vân Thiếu. Lần đi Viêm Vũ Thành một đường khổ cực. Chấm mời ngươi một chén. Tần Nguyệt cầm rượu ngon trong tay, hào khí can vân uống một hơi cạn sạch. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, khẽ cười nói. Hy vọng ngươi làm một hoàng đế tốt. Tần Nguyệt cười to, chỉ vào trấn quốc thần vệ chỉnh tề phía sau một cái nói. Ta sợ ngươi đi Viêm Vũ Thành không đủ nhân thủ, đội trấn quốc thần vệ này ngươi mang theo bên người, nếu cảm thấy không cần lại để bọn họ trở về. Trấn quốc thần vệ thống lĩnh đội một y an tham kiến Vân Thiếu. Một trung niên tiến lên bái nói. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, là cửu tinh đại vũ sư đỉnh cao. Cao Phong ở ngày lập thái tử liền bị giam vào ngục, đây là tân thống lĩnh. Lý Vân Tiêu đang muốn cự tuyệt, Tiêu Khinh Vương ở phía sau cười nói. Mang hắn đi đi, tiểu tử này không tệ. Bởi vì Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh phải tiếp tục chữa thương, vì lẽ đó cùng Lạc Vân Thường đồng thời. Cũng đi theo bên người Lý Vân Tiêu. Lý Thuần Dương cùng Lý Trường Phong ở lại thủ đô không có việc gì, cũng ở trong đó. Còn có Trần Chân cùng Hàn Bách, tự nhiên cũng không thiếu được, hầu như sức chiến đấu cao cấp của Thiên Thủy Quốc đều hội tụ ở đây. Tiêu Khinh Vương nhìn Bạch Mâu ở phía sau Tần Nguyệt, giống như tiên tử dịu dàng, nhất thời cười nói. Bệ hạ, Bạch Mâu là một trong hai đại nữ thần của Trấn Quốc thần vệ ta, nếu đi theo ngươi, ngươi phải đối xử nàng thật tốt. Tuy trên mặt Bạch Mâu có lụa mỏng, nhưng đỏ ửng hiện ra, càng thêm kiều mị cảm động. Tần Nguyệt cười to nói. Không phụ Khinh Vương nhờ vả. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, khá có thâm ý nói. Bốc thiên thuật của Bạch Mâu vừa đến Bạch Giai mà thôi, nhớ kỹ đừng thử nghiệm lung tung, bằng không gặp phải cao nhân phản phệ trở về, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu ta nhớ không lầm. Ngũ trưởng lão của quý phái năm đó chính là tiến hành bói toán lung tung với người nào đó, hiện tại vẫn là phế nhân A. Bạch Mâu biến sắc, trong con ngươi một mảnh vô thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên biết nàng đối với hắn tiến hành bói toán. Không chỉ có như vậy,
còn đoán ra môn phái của nàng, càng thêm ngơ ngác chính là dĩ nhiên biết tân bí trong giáo phái. Ngũ trưởng lão ở trong môn phái rất ít lộ diện, tuy rằng địa vị cực cao, nhưng nghe đồn là phế nhân không có tu vi. Tuy rằng Bạch Mâu địa vị thấp kém, nhưng cũng nghe được không ít tin đồn liên quan tới ngũ trưởng lão, nói nàng từ nhỏ thiên phú cực cao, vốn là ứng cử viên trưởng môn, nhưng nàng tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình, tùy ý bói toán, lúc này mới rơi vào kết quả như thế. Chuyện trong đó nàng cũng không rõ ràng lắm, vạn vạn không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại thuận miệng chỉ ra. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đối với nội tình biết vô cùng tường tận. Hắn làm sao sẽ biết? Hắn rốt cuộc là ai? Trong đầu Bạch Mâu trống rỗng. Tần Nguyệt cũng biến sắc, trong mắt lóe ra vẻ sốt sắng, vội vàng nói. Vân Thiếu, việc này không trách Bạch Mâu, là ta để nàng bói toán. Chuyện này... Được rồi, không cần giải thích. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại ngươi rõ ràng tâm ý của ta liền được rồi, giữa chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ xung đột. Sau khi ta trợ giúp ngươi lên ngôi, sợ là sau này cũng cực nhỏ có cơ hội gặp nhau. Nội tâm Tần Nguyệt tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng có một trận đau buồn. Mình là nhất quốc chi chủ, giờ khắc này dĩ nhiên ước ao đối phương. Mình lại cao cao tại thượng thế nào, cũng vẻn vẹn chỉ là một địa long mà thôi. Mà Lý Vân Tiêu, là thiên long bay lên 9 tầng trời. Tần Nguyệt ta mãi mãi hoan nghênh ngươi trở về, ngươi mãi mãi là Vũ Thành Vương của Thiên Thủy Quốc. Trong mắt Tần Nguyệt lộ ra một tia kiên định. Vũ Thành Vương! Vũ Thành Vương! Trên dưới cửa thành, văn võ bá quan cùng bách tính toàn bộ hô to lên, người ta tấp nập. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, phất phất tay. Ở trong văn võ bá quan ước ao, cả đám nhanh chóng phóng đi. Dọc theo đường đi, Mộng Bạch đã sớm kích động không xong rồi, ở trên xe ngựa gọi tới gọi lui, hoan hô lên. Ồ, sư phụ ta là thành chủ, sư phụ ta là thành chủ, ha ha. Ở trong mắt hắn, một đốc trưởng quản lý vùng mỏ đã là đại quan, thành chủ càng là tồn tại khó có thể ngước nhìn. Trần Chân hừ lạnh châm chọc nói. Vân Tiêu, ngươi xem ngươi thu một đồ đệ có tiền đồ a. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Tiểu hài tử a, giấc mơ không phải là làm một tướng quân hoặc là thần vệ sao? Chính hắn cũng không lớn hơn Mộng Bạch bao nhiêu, nói ra lời như ông cụ non, để tất cả mọi người ngạc nhiên trợn mắt, một tiểu quỷ đầu 15 tuổi, ánh mắt so với hết thảy lão quỷ ở đây còn muốn sâu xa. Lý Thuần Dương cùng Lý Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm kinh hỉ, nhất định là vị cao nhân ở sau lưng của hắn trường kỳ chỉ điểm. Mới có thể nuôi dưỡng được đệ tử ưu tú như vậy. Còn vị cao nhân kia đến cùng là Cổ Phi Dương, hay là đồ đệ của hắn, cũng không đáng kể. Chỉ cần Vân Tiêu ở dưới sự chỉ điểm của hắn, từng bước một trưởng thành, đã đủ rồi. Sư phụ, làm sao ngươi biết giấc mộng của ta là thành tướng quân? Chờ sau khi ngươi lên làm thành chủ, liền phong ta làm tướng quân đi. Chờ ta xuất lĩnh đại quân trở lại, đến trước mặt bọn người Lê Thúc Huy phong một chút. Mộng Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời dẫn tới mọi người cười to một trận. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chờ ngươi đạt đến vũ quân, ta liền phong ngươi làm tướng quân. Hắn nói xong, đột nhiên vẻ mặt hơi động, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, trong mắt lóe ra một nụ cười. Vũ quân! Mộng Bạch nhất thời nhụt chí, vẻ mặt cay đắng nói. Nếu như ta có thực lực vũ quân, liền trực tiếp làm thống lĩnh trấn quốc thần vệ. Còn làm tướng quân gì chứ? Tiêu Khinh Vương cũng là vẻ mặt hơi động, cảm giác được phía trước có một ít khí tức, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Lẽ nào là những tiểu tử thúi kia? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu không nói, tất cả mọi người không hiểu ra sao, một lát sau mới dồn dập cảm ứng được cái gì, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Càng là thán phục thần thức của Lý Vân Tiêu mạnh, quả thực đến trình độ biến thái. Ở trước xe ngựa, một luồng kinh khí nghiêm nghị phả vào mặt. Trên quan đạo chỉnh tề đứng thẳng một loạt binh lính, ngân thương áo giáp chờ xuất phát, loại trận thế kia, như một cây thép cắm vào đại địa, làm cho người ta có một loại uy thế như sơn nhạc kiên cường bất động. Trong mắt Lý Thuần Dương sáng ngời, tự đáy lòng thở dài nói. Nếu để cho ta trăm vạn tướng sĩ như vậy, coi như là quét ngang hết thảy đế quốc của Thiên Vũ Đại Lục, cũng không phải không thể a. Trần Đại Sinh trợn mắt nói. Ngươi liền nằm mộng đi. Có 2.000 người đã là nhân vật nghịch thiên. Thật không biết những người này là làm sao huấn luyện ra,
ta dám nói nếu hai quân đánh nhau, coi như đối phương là 2000 tên đại vũ sư, cũng chưa chắc có thể thắng được những người này. Xe ngựa ngừng lại, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng từ trong xe đi ra, một mặt hờ hững nhìn về phía trước. Một tên binh lính từ trên ngựa vươn mình nhảy xuống, bước nhanh đi lên trước, một chân quỳ xuống nói. Xin Vũ Thành Vương mang theo chúng ta đi Viêm Vũ Thành, chúng ta muốn đi theo ở bên người Vũ Thành Vương. Lý Vân Tiêu yên lặng nở nụ cười nói. Bạch Thành Phong, các ngươi đều chưa tốt nghiệp, ở lại học viện tiếp tục tu luyện mới là chính đạo. Ta đi Viêm Vũ Thành cũng chỉ là vì tham gia Vạn Bảo Thương Hội, lẽ nào ta thật sẽ ở lại đó làm cái quỷ thành chủ gì? Các ngươi đều trở về đi thôi. 2000 tướng sĩ kia chính là học sinh quân của Già Lam Học Viện, khoảng thời gian tùy tùng Lý Vân Tiêu này, không chỉ người người phát đại tài, hơn nữa tu vi đều tăng nhanh như gió, ở dưới sự dẫn đường của sát khí quyết, sức chiến đấu càng là tăng nhiều. Bây giờ đối với Lý Vân Tiêu là sùng bái cùng tôn kính đến tột đỉnh. Người binh sĩ này chính là Bạch Thành Phong, sau trận chiến kia hắn bị thương nặng, trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng cũng gần như hoàn toàn khôi phục, thực lực càng là mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Hắn hơi sững sờ, lập tức nói. Hiện tại là kỳ nghỉ, chờ khai giảng chúng ta lại trở về. Ý nghĩ của hắn là trước theo đuôi đã, còn chờ sau khai giảng có về hay không thì đến lúc đó hãy hay. Bạch Thành Phong được hơn 2000 người đề cử là dẫn đầu, đi ra cùng Lý Vân Tiêu đàm luận. Mấy ngàn người phía sau ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không mặt mũi trở lại gặp bọn họ. Liền để bọn họ theo ngươi đi, ta phát hiện đi theo bên cạnh ngươi, so với tự mình tu luyện tiến bộ lớn hơn nhiều. Lạc Vân Thường nở nụ cười xinh đẹp nói, ngay cả nàng trong quá trình không ngừng dùng cửu dương chân khí thay Tiêu Khinh Vương, Trần Đại Sinh chữa thương, cũng so với mình khổ tu tiến bộ lớn hơn. Bạch Thành Phong đại hỉ. Không chờ Lý Vân Tiêu trả lời chắc chắn liền vội bái nói. Đa tạ Lạc lão sư. Hắn đột nhiên quay đầu quát. Các huynh đệ, Vân Thiếu đáp ứng rồi. Ồ, quá tốt rồi, vạn tuế, vạn tuế. Ta liền biết Vân Thiếu sẽ đồng ý, quá tốt rồi. 2000 người đột nhiên hoan hô lên, trong đó không thiếu học viên nữ, càng là hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, dáng dấp hạnh phúc. La Lan đóa thân ở trong đó, khẽ thở dài một cái. Lâm Vũ ở bên người nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, dùng sức nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Hiện tại hắn rất mạnh, nhưng ta sẽ cố gắng, lấy hắn làm mục tiêu, sớm muộn sẽ đánh bại hắn. La Lan đoá nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên cánh tay Lâm Vũ. Ánh mắt của nàng nhìn Lý Vân Tiêu ở phía xa, biết giữa hai người cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ gặp nhau. Nhưng, chỉ ít tất cả mọi người, đều đi trên con đường võ đạo vô tận. Ra sức hướng phía trước chạy đi. Chờ xem đi, Lý Vân Tiêu. Trước đây ta xem thường ngươi, là ta sai rồi. Nhưng chỉ cần ta liều mạng hướng về phía trước dũng tiến, ở trên con đường võ đạo này, chúng ta sớm muộn còn có thể lại gặp gỡ. La Lan đoá chăm chú nắm lấy tay Lâm Vũ, hai người chăm chú dựa vào nhau. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, quay đầu đối với Lạc Vân Thường nói. Ta chỉ là đi tham gia thương hội mà thôi, lại không phải đánh trận. Huống hồ ta độc lai độc vãng quen rồi, thành chủ này ta là quyết định không làm. Lý Thuần Dương đột nhiên mở miệng nói. Vân Tiêu, ngươi nhìn 2000 người bọn họ tiếp tục phát triển, còn có thể là binh lính bình thường của thế tục hay sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu hơi động. Lão gia ý tứ là. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.